Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 67. Không có lý do nào khác, bởi vì anh chính là con trai của Tần Trì, đối với nhị sư bá mà nói thì anh đã là cái gai trong mắt rồi. Ban đầu ở đại điện Tần Lâm đã cảm nhận được sự tức giận và thù hằn của ông ta đối với bố mình, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Còn đây đều là đệ tử của nhị sư bá, vậy thì đã rõ như ban ngày rồi. Đã muốn gây chuyện thì cần gì cơ? Bọn họ cố tình đến để gây sự đấy Lâm sư huynh, coi như thôi đi, chuyện này không liên quan đến sư huynh, sư đệ cũng không muốn liên lụy đến sư huynh. Tần Lâm lắc đầu. Bọn họ chỉ muốn sư đệ quỳ xuống dập đầu nhận sai, cho dù lúc nãy tôi có làm như thế thì chắc gì bọn họ đã bỏ qua. Lời nói của Tần Lâm làm cho Lâm Trung Nghĩa cảm thấy hít thở không thông, cả người lập tức cảm thấy nặng nề. Những gì Tần Lâm nói đều là sự thật, những người này làm lớn chuyện như vậy. Xem ra bọn họ không đơn giản là chỉ cần Tần Lâm xin lỗi, việc Tần Lâm đào hang chỉ là một ngòi nổ mà thôi, mục tiêu thực sự của bọn họ chính là Tần Lâm. Cho nên dù Tần Lâm có làm gì thì bọn họ cũng sẽ không vừa lòng, đây chính là đang châm ngòi cuộc chiến. Bọn họ muốn ra tay với Tần Lâm, đây là điều chắc chắn, vào lúc đám người Nhiếp Vân Hải xuất hiện, Tần Lâm đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ có chiến ý mạnh mẽ toát ra. Một lời xin lỗi căn bản không thể thỏa mãn được bọn họ, chỉ có cách giao đấu với nhau mới là kết quả mà bọn họ mong muốn. Lâm Trung Nghĩa chỉ đành im lặng, Tần Lâm không sai, bản thân anh ta cũng bất lực, bây giờ căn bản không thể nào hòa giải được nữa rồi. Hai bên càng lúc càng kịch liệt, Tần Lâm cũng không sợ gì cả, đám người Nhiếp Vân Hải lại muốn dạy cho Tần Lâm một bài học, để cho anh biết cái gì là tôn ti trật tự. Tần Lâm, cậu đừng có lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng tôi không có ý định đánh nhau với cậu đâu, nhưng cậu lại hung hăng ép người, vốn là lỗi của cậu nhưng cậu lại đẩy sang bọn tôi, cậu làm như vậy không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Có ai đó chế nhạo? Đúng thế, lại dám hãm hại người tốt, chúng tôi vốn không muốn dạy dỗ cậu đâu, nhưng cậu lại cứ nhất quyết làm tới, nếu chúng tôi không ra tay thì cậu sẽ nghĩ bọn tôi dễ ức hiếp có đúng không? Chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết vấn đề, Lâm sư huynh, xin hãy lùi lại. Nếu như tôi lỡ làm sư huynh bị thương thì chỉ có trách quyền cước không có mắt mà thôi. Mọi người hết lần này đến lần khác đua nhau chế nhạo, bọn họ vốn không định để Tần Lâm rời đi, Tần Lâm đã đoán đúng điểm này, mục đích của bọn họ rất đơn giản, cho dù Tần Lâm có chịu cúi đầu thì bọn họ vẫn sẽ đòi khai chiến với anh, chuyện này chỉ là mồi lửa mà thôi. Vậy nên, Lâm sư huynh mau lùi lại đi, chuyện này là do sư đệ bắt đầu trước, vậy thì cứ để sư đệ chơi cùng với bọn họ. Tần Lâm cười nói, bây giờ anh cũng đang ngứa ngáy cả người, nếu như Tần Lâm nhường trận này thì sau này ở núi Côn Luân sẽ bị mọi người cười nhạo, bố anh nhất định cũng sẽ bị bọn họ đem ra làm trò cười, đến lúc đó chắc chắn Tần Lâm sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Vậy nên trận chiến này là không thể tránh khỏi, nếu bọn họ đã muốn chiến đấu thì anh cũng muốn xem thử ai sẽ là người cười cuối cùng. Lâm Trung Nghĩa không khỏi thầm cười khổ, chuyện đã đến mức này thì không còn đường lui nữa rồi. Cung cũng đã lên dây, tuy Tần Lâm là cao thủ thất mạch, nhưng những người này cũng không phải loại tầm thường, nếu bọn họ dốc hết sức để đánh Tần Lâm, vậy thì kết quả có lẽ sẽ là điều mà anh không muốn thấy nhất. Những người này đều là đệ tử của nhị sư thúc, ai nấy cũng vô cùng thiện chiến, Tần Lâm vừa vào núi Côn Luân đã phải đối mặt với thử thách như vậy, đối với anh mà nói thì quả thật là khó như lên trời. Nói thêm cũng vô ích, nếu hôm nay cậu không chịu quỳ xuống xin lỗi thì hôm nay chúng tôi sẽ phải cho cậu một trận. Nhiếp Vân Hải cười nói, sau đó tiến từng bước đến gần Tần Lâm. Được rồi, Lâm sư huynh, mau lùi lại đi, nếu không còn cách nào khác thì chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp ban đầu để giải quyết vấn đề mà thôi. Tần Lâm cũng rất bình tĩnh, đối mặt với đám người Nhiếp Vân Hải nhưng vẫn không chút lo sợ. Lâm Trung Nghĩa cười khổ, bây giờ hai người bọn họ như đang ông nói gà bà nói vịt, chẳng ai chịu nghe ai, ăn miếng trả miếng. Thà chết không thôi, anh ta có khuyên như thế nào cũng vô dụng mà thôi. Lúc này nếu như có thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì đó không phải là vấn đề. Thằng nhóc không biết điều, chỉ dựa vào một đứa mới tới như cậu mà cũng dám đắc tội với các sư huynh bọn tôi ư, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu học cách làm người. Nhiếp Vân Hải đứng tấn, xoạc chân, siết chặt nắm đấm rồi lao về phía trước. Tần Lâm không thèm quan tâm, vẫn giữ vẻ vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với quyền thế mạnh mẽ của Nhiếp Vân Hải, nhưng anh vẫn vững chãi như núi Thái Sơn. Hắn cũng là cao thủ lục mạch,
nhưng so với Diệp Như Tuyết cũng không hơn là bao, thậm chí còn có phần kém hơn. Mặc dù Diệp Như Tuyết là phận nữ, nhưng thiên phú của cô ấy không tồi, thậm chí có thể nói là rất mạnh, Tần Lâm đã cảm nhận được điều đó khi đấu với cô. Nhưng Nhiếp Vân Hải này rõ ràng kém hơn hẳn, nhưng cao thủ lục mạch cũng không phải là tầm thường, so với Bạch Chiết lúc trước thì cũng đáng gờm đấy. Hai người đấu với nhau hơn 10 chiêu, nắm đấm tới tấp, chiêu thức quyết liệt, Nhiếp Vân Hải hoàn toàn không cho Tần Lâm một chút cơ hội nào, hắn cố ý tung chiêu hiểm để giải tỏa hết nỗi hận trong lòng. Lâm Trung Nghĩa ở bên cạnh liền trở nên nghiêm nghị, anh ta cũng rất tò mò, muốn biết chiêu thức của Tần Lâm mạnh đến mức nào, nếu như trận chiến giữa Tần Lâm và Nhiếp Vân Hải đã không thể tránh khỏi thì anh ta cũng sẽ vui vẻ đứng hóng. Nếu như Tần Lâm thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng thì anh ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng bây giờ Lâm Trung Nghĩa cũng muốn xem thử con trai của Ngũ Sư Thúc thực sự có năng lực thế nào. Kiêu ngạo và tự phụ như vậy thì nhất định phải có sức mạnh để chống lưng. Tần Lâm nhẹ nhàng thận trọng, vô cùng ngang ngược, nhìn thấy Nhiếp Vân Hải lại muốn dùng hết sức lực, vậy thì anh sẽ đấu cùng với bọn họ, xem thử ai mới là người cười cuối cùng. Nắm đấm của Tần Lâm vô cùng lợi hại, qua hơn 10 chiêu thì Nhiếp Vân Hải mới cảm thấy áp lực tăng lên, không còn chút sức lực nào có thể chống trả, Tần Lâm ép đến mức hắn gần như đã ma sát mới mặt đất. Nhiếp Vân Hải cũng rất kinh ngạc trước thực lực của Tần Lâm, tên nhóc này vừa vào Côn Luân đã dám mạnh tay như vậy ư. Mặc dù Nhiếp Vân Hải rất cẩn trọng, nhưng lúc này hắn đã bị Tần Lâm đánh cho không kịp thở, bất giác lùi lại phía sau, bị ăn liên tục mấy quyền vào người, trông vô cùng nhếch nhác. Sự kiêu ngạo ban đầu cũng đã biến mất vào, không ai biết được hắn đã phải chịu áp lực lớn thế nào, sâu trong mắt Tần Lâm giống hệt như sói hổ, Nhiếp Vân Hải càng đánh càng sợ, sức mạnh của anh giống hệt như những con mãnh thú hung hãn vậy. Bịch, 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 mấy quyền liên tục đấm vào người Nhiếp Vân Hải. Lập tức khiến hắn loạng choạng lùi lại, mặt mày tái mét, nghiến răng tức giận, nhưng hắn không thể làm gì khác được. Còn không mau ra tay, chờ tôi bị đánh à? Nhiếp Vân Hải kêu lên, năm tên còn lại liền quay mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng lao về phía Tần Lâm. Nhìn thấy Nhiếp sư huynh bị đánh tơi bời, làm sao họ có thể thờ ơ được chứ? Hơn nữa lúc đầu bọn họ cũng không định để Nhiếp sư huynh đánh một mình. Chỉ bằng cùng xông lên thì bọn họ mới có thể thể hiện được sức mạnh và sự đoàn kết của mình. Lâm Trung Nghĩa sửng sốt, bọn họ thật sự dám làm như vậy sao? 6-1, đúng là coi thường mặt mũi của sư huynh mà, thật quá vô liêm sỉ. Người vô liêm sỉ chuyên làm mấy chuyện vô liêm sỉ. 6 người liên thủ bao vây Tần Lâm, khiến anh chẳng có đường thoát. Tần Lâm chỉ có thể quyết chiến một trận. Mấy người này đâu định đùa với Tần Lâm. Bọn họ ra tay vô cùng hung ác, hơn nữa ngày thường hay luyện công với nhau, phối hợp nhuần nhuyễn, lúc này không phải là 1+1=2, 6 người này dường như đã hợp thành một thể, mặc dù thực lực không bằng Nhiếp Vân Hải nhưng đều là cao thủ ngũ mạch lục mạch, kết hợp lại với nhau thì đúng là đáng sợ. Nhiếp Vân Hải như hổ mọc thêm cánh, ngay lập tức tấn công Tần Lâm. Dù sao thì hai tay không thể lại bốn tay được, huống hồ ở đây có tận 12 cánh tay. Đối mặt với trận đại chiến, Tần Lâm nghiêm túc chứ không hề hời hợt, nhiều cao thủ tấn công anh như vậy, đương nhiên anh không dám khinh thường, hai bên đều nghiêm túc về trận chiến này. Sau khi Nhiếp Vân Hải bị áp chế, bọn họ càng không dám to gan khinh địch, một khi bị Tần Lâm chiếm lợi thế thì mặt mũi của bọn họ cũng mất hết. Dù sao cũng là 6-1, nhất định không thể thua, Nhiếp Vân Hải điên cuồng xông lên, bước nào bước nấy tràn đầy sát khí, Tần Lâm cũng giảm đòn tấn công vào hắn, vậy nên hắn mới càng thuận lợi hơn. Đánh cậu ta đo ván, đừng để cậu ta có sức đánh trả. Nhiếp Vân Hải trầm giọng nói, chân quét qua không trung, liên tục ra đòn, Tần Lâm liên tiếp lùi mấy bước, bị 6 đại cao thủ tấn công, thái độ của anh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Lúc này Lâm Trung Nghĩa cũng rất lo lắng, bởi vì anh ta đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể ra tay, cho dù Tần Lâm gặp nguy hiểm đến tính mạng thì anh ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dẫu sao đây cũng là tiểu sư đệ của anh ta. Hơn nữa còn là con trai của Ngũ Sư Thúc, nếu như Tần Lâm gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sư phụ nhất định sẽ trách mắng anh ta. Nhưng điều khiến Lâm Trung Nghĩa không ngờ tới chính là Tần Lâm lại có thể dần ổn định được cục diện, hơn nữa còn dần bắt đầu phản kích, tin nổi không chứ? Lâm Trung Nghĩa vốn định mượn thời cơ này để nhắc họ đây là con trai của Ngũ Sư Thúc, nhưng Tần Lâm không hề có ý định lùi bước, ngược lại càng muốn nghênh chiến, đối mặt với sự tấn công của nhiều sư huynh và Nhiếp Vân Hải. Anh vẫn có thể bình tĩnh, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ.
Đây có lẽ là sự thể hiện của sức mạnh, kẻ mạnh thì luôn có sự tự tin tuyệt đối. Nắm đấm của Tần Lâm vô cùng mãnh liệt, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ, cho dù bọn họ có chiếm ưu thế về số lượng thì anh cũng không hề hoảng hốt. Bất động minh vương ấn. Ánh mắt của Tần Lâm run lên, anh tung ấn quyết, sức mạnh kinh khủng lan ra, lúc trước cho dù là khi Triệu Vô Cực đối mặt với bất động minh vương ấn của anh thì cũng phải lui vài bước, chứ không dám dương oai diễu võ. Lúc này đối với đòn tấn công của cả 6 người, khi sức mạnh của bất động minh vương ấn được tung ra, Nhiếp Vân Hải và một người khác đứng mũi chịu sào lập tức nháy mắt lui lại hơn chục bước, bọn họ ôm lấy ngực, Nhiếp Vân Hải liền cảm thấy cơn đau nhói nóng rực tràn lên hết sức đau đớn. Ấn quyết kinh khủng thật. Lâm Trung Nghĩa nhíu mày, đồng tử co lại, sức mạnh mà Tần Lâm thể hiện khiến anh ta hoàn toàn kinh ngạc, 6 người này sau khi ăn quả đắng từ Tần Lâm thì hoảng loạn vô cùng, sợ bóng sợ gió. Nhiếp Vân Hải nghiến răng nghiến lợi, mặc dù bị Tần Lâm ép lùi mấy bước, ngực đau không nhịu nổi, nhưng mặt mũi thì không thể mất được. Sợ cái cứt gì, lên cho tôi, chúng ta đông như vậy mà lại để cậu ta đánh bại à? 6 người nơm nớp lo sợ, lại xông về phía Tần Lâm, có điều lần này anh không hề cho họ có bất kỳ cơ hội nào, sức mạnh hội tụ trong tay anh, tung một quyền như sấm rền gió cuốn, cuồn cuộn lao ra. Nhiếp Vân Hải bị đánh rụng mất mấy cái răng. Ngã nhào trên đất, ánh mắt hoảng hốt, mặt bị Tần Lâm đánh lệch cả đi. Ngay sau đó, Tần Lâm thừa thắng xông lên, mấy người này vẫn đang kinh hồn bạt vía, dưới đòn tấn công của anh thì tan đàn xẻ nghé mất hẳn đội hình. Bị Tần Lâm đuổi đánh, tất cả đều ôm đầu trốn như chuột, ban đầu còn ầm ĩ, lúc này trông thật tức cười. Lâm Trung Nghĩa vừa kinh ngạc vừa thở dài, tên này đúng là hỗn thế ma vương, không hề là con trai ngũ sư thúc. Sư phụ từng nói. Năm đó ngũ sư thúc không sợ trời không sợ đất, gì cũng dám làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tục ngữ nói cấm có sai, binh bại như núi lở. Sau khi Nhiếp Vân Hải thất bại, tất cả bọn họ đều tan đàn xẻ nghé, bị Tần Lâm đánh thì liên tục lui, nắm đấm khủng khiếp của Tần Lâm đáp trúng người bọn họ khiến ai cũng đau đến mức nhe răng há mồm, toàn thân run rẩy. Tần Lâm chèn ép, đánh bại bọn họ. Ngay cả Nhiếp Vân Hải cũng kinh hoàng, ban nãy còn dương oai tác quái, nay thì vẻ kiêu ngạo còn đâu. Cước pháp của Tần Lâm như điện, liên tục đạp ra, khiến tất cả mọi người đều bị đạp đến mức sao bay đầy đầu, bò lồm cồm dưới đất. Cứu, cứu sư đệ, Lâm sư huynh. Nhiếp Vân Hải nhìn thấy Tần Lâm lại vươn người qua, tung nắm đấm trúng mặt hắn, mặt mũi Nhiếp Vân Hải biến đổi hoàn toàn, máu tươi chảy ào ào như suối, khiến mọi người sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tên nhãi mới đến này đáng sợ quá, hơn nữa ra tay tàn độc đến vậy, khiến tất cả bọn họ đều kinh hồn bạt vía, sợ hãi hết hồn. Chấm. Nhiếp Vân Hải cùng các huynh đệ ai ai cũng mặt mày ảm đạm, thương thế không hề nhẹ. Nương tay đi Tần Lâm. Lâm Trung Nghĩa cuối cùng vẫn phải ra mặt, nhưng là khi Tần Lâm đã đánh vào mặt Nhiếp Vân Hải thì mới ra tay ngăn cản, quyền này khiến tên kia phun trào máu tươi, như vậy mới đã. Lâm Trung Nghĩa đứng bên đã sớm khó chịu với bọn họ rồi, nhưng phận làm sư huynh, nếu như vô cớ ra tay bắt nạt người ta thì sẽ bị mọi người cười chê mất, hơn nữa thể diện của sư phụ cũng bị mất hết, dù sao cũng là đồ đệ của đại sư bá, vì thanh danh của sư phụ, anh ta không thể tùy tiện ra đòn. Nhiếp Vân Hải cầu cứu, anh ta cũng không thể bàng quan đứng xem. Lúc này phải ra tay giúp đỡ. Có điều ra tay lúc nào thì tùy vào tâm tình của Lâm Trung Nghĩa. Không bị đánh thì sao mà sáng cái mắt ra được, nhưng anh ta sẽ ra tay vào giữa cuộc chiến, không để Tần Lâm đánh chết Nhiếp Vân Hải. Sư đệ, không được. Lâm Trung Nghĩa giơ một tay, chặn ở phía trước, ngăn đòn tấn công của Tần Lâm. Tần Lâm cũng thu tay đúng lúc, mặt đầy vẻ nghiêm nghị, có vẻ như Lâm Trung Nghĩa vẫn về phía anh ta không ra tay từ đầu mà chờ đến khi anh đánh Nhiếp Vân Hải sấp mặt xong mới ra tay, điều này khiến Tần Lâm có thiện cảm với anh ta, đây mới thật sự là sư huynh. Lúc trước vì thể diện, Lâm Trung Nghĩa sẽ không dễ gì ra tay, dù sao cũng là đồ đệ của đại sư bá, ra tay với bọn Nhiếp Vân Hải mà không có lý do gì, tất nhiên thì khó tránh bị người ta lên án. Hiện giờ ra tay ngăn cản lại vô cùng chính đáng. Nhưng tiếc là Nhiếp Vân Hải đã bị đánh cho sưng hết mặt mũi, mặt đầy máu tươi. Lúc này, sắc mặt Nhiếp Vân Hải ảm đạm, liên tục kêu gào thảm thiết, che mũi, không còn khả năng trả đòn nữa. Tên này trông như gà còi vô hại, nhưng không phải loại làng nhàng, hơn nữa vừa vào Côn Luân mà gây ra động tĩnh lớn đến vậy, khiến tất cả mọi người sợ như sợ cọp.
Mấy tên đứng bên run lẩy bẩy, khiến chim muông tan tác, còn ai dám quan tâm đến Nhiếp Vân Hải nữa. Đến khi Tần Lâm ra tay, toàn bộ bọn họ đều bị đuổi chạy, không ai muốn trở thành Nhiếp Vân Hải thứ hai, thấy Nhiếp Vân Hải mặt mày đầy máu, bọn họ cũng cảm giác được cơn đau hắn phải hứng chịu. Vô liêm sỉ, một đám vô liêm sỉ. Nhiếp Vân Hải không ngừng kêu khổ, đúng thời khắc quan trọng, đám người này lại bỏ hắn lại, xoay người bỏ chạy, đúng là chẳng có nghĩa khí. Lâm Trung Nghĩa cười nói, dẫu sao đều là sư huynh sư đệ, nể tình sư huynh, bỏ qua đi tiểu sư đệ. Hừ, Tần Lâm cười khẩy một tiếng, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân Hải. Nếu không vì nể mặt Lâm sư huynh thì hôm nay tôi đã phế anh rồi. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng khiến Nhiếp Vân Hải sợ run người, hồn bay phách lạc. Vừa kinh ngạc vừa sợ, nhưng lúc này trong tim hắn ngầm giấu một mối thù hận sâu đậm. Còn không mau cút. Tần Lâm đạp một cước, Nhiếp Vân Hải vội bò lên, chạy mất dạng ngay trước mặt Tần Lâm. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hoảng hồn bỏ chạy, sắc mặt của Lâm Trung Nghĩa mới đổi sang vẻ nghiêm túc. Tiểu sư đệ, lần này đệ không chỉ đắc tội Nhiếp Vân Hải, mà còn đắc tội tất cả đồ đệ của nhị sư thúc, sư đệ vừa đến đã đắc tội mấy người này thì sau này không dễ sống đâu. Tần Lâm trầm giọng nói. Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, mấy tên này chẳng phải loại tốt đẹp gì, sư đệ tự có tính toán riêng, bọn họ ép người như này, sư đệ cũng hết cách. Sư đệ nghĩ bọn họ vì đệ mới đến, cho dù đệ cúi đầu nhận lỗi với họ, bọn họ cũng không tha cho đệ, thay vì cúi đầu, chi bằng cứ dạy cho họ một bài học. Lâm Trung Nghĩa nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Tần Lâm đệ không phải loại dễ bị bắt nạt đâu, nếu bọn họ đã muốn chơi, đệ sẽ chơi với họ đến cùng. Hy vọng sư đệ có thể mau chóng đột phá, đệ mau đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai, sư huynh dẫn đệ đi luyện công. Vâng. Lâm sư huynh. Tần Lâm hơi gật đầu, lúc này đệ tử của nhị sư bá bị đánh cho chạy như vịt chắc cũng kết bè kết phái rồi, cho dù kết quả cuối cùng như nào, Tần Lâm cũng không hối hận, bố anh năm đó cũng không hợp nhị sư bá, bây giờ anh cũng không quan tâm có thêm chút thù hận này, lần này mấy đệ tử này ra tay, có thể là do nhị sư bá sắp xếp, đến thì thiếp thôi, Tần Lâm cũng không phải loại dễ bị ức hiếp. Trăng dần xuống núi, sao dần mờ đi, đằng sau núi. Bên trong động phủ của Diệp Toàn Cơ, đám Nhiếp Vân Hải đang ôm đầu quỳ trước cửa, ai cũng cúi gằm mặt. Mấy tên này còn chẳng dám ngẩng đầu, trong mắt họ tràn đầy vẻ sợ sệt cùng thù hận. Sao vậy? Sao lại bị đánh đến mức này? Diệp Toàn Cơ vốn đang chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng không ngờ mấy đồ đệ lại tìm đến tận cửa, họ mặt mày bị đánh đến mức đầy máu, trông vô cùng thảm, Diệp Toàn Cơ nhất thời nổi giận, sắc mặt xa sầm. Đệ tử của mình bị đánh đến mức này, mặt mũi của ông ta cũng mất hết rồi, đây là lần đầu xảy ra chuyện này trên núi Côn Luân, Diệp Toàn Cơ nổi cơn tam bành. Diệp Toàn Cơ trầm giọng nói, ngồi trên ghế đá, vỗ một chưởng xuống bàn, khiến mọi người sợ đến thất kinh. Rốt cuộc là ai, ai dám coi thường Diệp Toàn Cơ ta? Mọi người đều run rẩy, sợ sư phụ Diệp Toàn Cơ trách tội. Sư phụ, là tên mới đến, hình như tên là Tần Lâm, tên đó thực sự rất kiêu ngạo. Bọn con bị cậu ta đánh thành ra như này đó sư phụ, tên đó đúng là quá kinh khủng. Đúng vậy, cậu ta chẳng coi bọn con ra gì, sư huynh sư đệ đông thế này mà không phải đối thủ của cậu ta thực sự rất mạnh. Triệu Vô Cực đứng bên trầm giọng nói. Chẳng nhẽ các đệ không nói các đệ là đồ đệ của nhị sư bá Diệp Toàn Cơ sao? Nhiếp Vân Hải nghiến răng mà nói. Nói rồi, sao lại không nói chứ, nhưng tên nhãi này không sợ trời không sợ đất. Chẳng thèm. Coi sư phụ ra gì. Triệu Vô Cực tức giận nói. Làm gì có cái lý đấy. Cái tên khốn khiếp, khinh thường cả sư phụ. Loại người này quá kiêu ngạo, chẳng nhẽ cậu ta thực sự cho rằng cả núi Côn Luân này đều là nhà của cậu ta chắc. Sau khi nói xong mấy lời này, sắc mặt của Diệp Toàn Cơ càng khó coi hơn. Tên khốn này, bố Tần Lâm và ông ta có mối thù sâu nặng, giờ ngay cả con trai ông cũng đến bắt nạt tôi, dám xúc phạm tôi ngay trên đất của tôi à. Diệp Toàn Cơ nổi trận lôi đình, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này trong lòng Triệu Vô Cực vô cùng vui vẻ, tên Tần Lâm không biết điều này dám bắt nạt sư muội của anh ta nhất định sẽ không tha cho anh. Sư phụ bây giờ ghét cay ghét đắng Tần Lâm, có vẻ như định đuổi anh ra khỏi núi Côn Luân đây. Nhiếp Vân Hải siết chặt nắm đấm, mặt mày âm u. Sư phụ, tên này đúng là quá ngông nghênh, ngay cả người mà cậu ta cũng không nể,
bọn con thực sự không chịu được nữa nên mới ra tay với cậu ta chỉ biết bắt nạt người khác, vừa mới đến Côn Luân đã định tác oai tác quái trước mặt bạn con, hơn nữa còn khinh thường sư phụ, con đương nhiên sẽ không để cậu ta làm như vậy, đủ rồi. Một đám phế vật, còn chưa đủ mất mặt, Diệp Toàn Cơ tức giận hét lên, đạp một cước đá bay Nhiếp Vân Hải, tức mà không có chỗ phát tiết. Nhiếp Vân Hải vô cùng bực bội, mình đã bị đánh một trận rồi, lại bị sư phụ đánh thêm, mẹ nó, đi đâu để kêu oan đây? Mấy người còn lại không dám nói gì, nhỏ giọng lầm bầm, lúc này sắc mặt sư phụ khó coi lắm rồi, đây cũng chẳng phải điểm tốt với họ. Vốn muốn để sư phụ làm chủ, nhưng bây giờ sư phụ lại nổi trận lôi đình, đánh cả sư huynh Nhiếp Vân Hải, họ chưa từng nhìn thấy sư phụ nổi giận đến mức này. Triệu Vô Cực nói xong liền liếc nhìn Nhiếp Vân Hải, giúp họ chối bỏ trách nhiệm. Sư phụ, chuyện này cũng đâu thể trách bọn Vân Hải được, tên ma mới này vừa đến đã đánh ma cũ của Côn Luân, dù thế nào cũng không thể bỏ qua được. Hơn nữa con tin bọn Vân Hải nhất định sẽ không vô lý gây sự. Nói cho cùng, nhất định là do thằng nhãi này khinh người, làm tổn hại uy danh của sư phụ, nên bọn họ mới chẳng quan tâm mà đánh cậu ta. Nhiếp Vân Hải rụt rè nói. Sư phụ, tên Tần Lâm đó đào hang, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của bọn con, thân làm sư huynh, bọn con sẽ không chủ động kiếm chuyện, bọn con chỉ tìm cậu ta nói lý, bắt cậu ta xin lỗi, kết quả cậu ta không chịu còn ra tay đánh bọn con, thậm chí còn nói, dù là ai cậu ta cũng kệ, sau này cậu ta là vua của núi Côn Luân này. Triệu Vô Cực lựa lời mà nói, thấy sắc mặt của sư phụ không tốt, liền nói. Cậu ta không coi bọn con là gì thì thôi đi, đằng này còn không coi sư phụ ra gì, bọn con nhất định sẽ không để cậu ta kiêu ngạo đến vậy. Một tên mới đến mà kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, còn dám coi thường sư phụ đừng nổi giận, tức giận dễ tổn hại thân thể, chỉ là một tên tiểu bối thôi, không đáng chấp. Triệu Vô Cực hiểu rõ tính khí của sư phụ, càng nói sư vậy, sư phụ càng tức, hơn nữa bây giờ ông ta đã tức giận lắm rồi, trước nay chưa từng thấy sư phụ tức giận thế này. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng hơi thấp thỏm, sợ mình nói sai, lại khiến sư phụ nổi giận đùng đùng. Bây giờ có vẻ như sư phụ đã hận thấu xương tên Tần Lâm mới đến này rồi. Dám đánh đồ đệ của ta thành ra thế này, thực sự nghĩ Diệp Toàn Cơ ta dễ chọc à? Loại chó má không biết điều, thực sự nghĩ Côn Luân này là Côn Luân của 20 năm trước sao? Diệp Toàn Cơ ta là Diệp Toàn Cơ của 20 năm trước chắc? Sắc mặt của Diệp Toàn Cơ rét lạnh. Thân phận của Tần Lâm vốn khiến Diệp Toàn Cơ khó chịu rồi, điều này người khác không biết, mà bây giờ anh còn đánh đồ đệ của ông ta, đúng là hết nói. Diệp Toàn Cơ vốn có hiềm khích với Tần Lâm, bây giờ ông ta nhất định không nhịn nữa, hơn nữa con trai của Tần chỉ chắc chắn sẽ không nể mặt ông ta, bao nhiêu khổ đau bực bội lúc trước ông đây phải chịu, giờ sẽ đổ hết lên người anh. Diệp Toàn Cơ cười khẩy trong lòng, đây đâu phải là nhỏ nhen, ai bảo cậu đi chọc tôi chứ? Ai bảo cậu không biết tốt xấu chứ? Dám đánh đồ đệ tôi, vậy thì món nợ ngày hôm nay, tôi phải tính toán sạch sẽ, thù mới nợ cũng nhất định trả sạch. Sư phụ, con thấy tên này không phải loại tốt lành gì, hắn hoàn toàn không coi Côn Luân chúng ta ra gì, nhiều người của chúng ta bị đánh như vậy, nếu như không đòi lại món nợ này thì chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả Côn Luân mất, đến lúc đó chúng ta đâu còn chỗ đứng trên Côn Luân này nữa. Sư phụ, chuyện này mong người định đoạt, chỉ cần người hạ lệnh. Con nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Triệu Vô Cực lập tức mở lời, bước lên trước, quỳ một gối xuống đất, tỏ vẻ vì nghĩa quên thân, trong lòng thì tính toán cả rồi, tên Tần Lâm này nhất định không thoát khỏi Côn Luân đâu. Hôm sau, bầu trời trong xanh, nắng vàng gió ấm. Nhưng trên Côn Luân thì vẫn giá rét buốt lạnh. Trước kia Tần Lâm cũng ở trong núi nên lần này cũng thấy bình thường, chẳng khó chịu gì, chỉ có điều nhiệt độ của nơi này hơi thấp mà thôi. Anh rời giường thật sớm, một ngày bắt đầu vào sáng sớm, ngày đầu Tần Lâm đến núi Côn Luân nhất định không thể lười biếng được, nơi này đâu phải ai cũng đến được. Bố mình vì bản thân mà hy sinh không ít, khiến Tần Lâm rất xúc động, bây giờ bố đang lao tâm khổ tứ vì đất nước, chắc ông đang đi tìm mảnh vật tổ tận thế kia rồi, những điều anh có thể làm là nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân, anh hy vọng có thể giúp được bố mình, có thể khiến bố không phải liều mạng như vậy nữa. Khi Tần Lâm đi ra vừa hay gặp Lâm Trung Nghĩa đang đợi mình. Lúc này sau lưng Lâm Trung Nghĩa có mười mấy người, đều là cao thủ ngũ mạch lục mạch, thực lực không hề kém đám Nhiếp Vân Hải hôm qua. Nếu những người này ở trong thế tục thì chắc chắn sẽ là người có địa vị, có quyền có thế,
nhưng ở đây họ lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Lâm Trung Nghĩa. Mặc dù họ cũng có sự ngang ngược của riêng mình nhưng nó không ảnh hưởng đến sự kính trọng của họ dành cho Lâm Trung Nghĩa, có thể thấy được nhị sư huynh Lâm Trung Nghĩa như thần tượng của họ vậy, điều này làm cho Tần Lâm không thể ngờ nổi. Hơn nữa khi Tần Lâm xuất hiện, ánh mắt của họ tràn ngập hoài nghi, thậm chí có người còn tỏ ra vui mừng, tò mò về anh. Dẫu sao, tiếng lành đồn gần tiếng xấu vang xa, bây giờ mọi người đều biết tin hôm qua Tần Lâm dám đánh đám Nhiếp Vân Hải, chắc cả núi Côn Luân đều đang thảo luận chuyện này. Danh tiếng của nhị sư bá vô cùng vang dội, không ai muốn gây khó dễ cho nhị sư bá, đồ đệ của ông ta cũng rất lợi hại, lại còn rất ngang ngược, mặc dù trên núi Côn Luân này không có ai dám gây chuyện, nhưng một khi dây vào đồ đệ của nhị sư bá thì nhất định sẽ bị đánh một trận. Đám Nhiếp Vân Hải cũng được coi là có tiếng xấu, không ít đệ tử trên Côn Luân đều e dè bọn họ. Có người thì ắt có giang hồ, giang hồ thì chẳng màng đối nhân xử thế, giang hồ chỉ có đánh và giết, nắm đấm của ai cứng hơn, người đó là ông trùm và có tiếng nói nhất. Đám Nhiếp Vân Hải này đắc tội không ít người trên núi Côn Luân, vậy nên cho dù là đệ tử của sư phụ thì cũng phải chịu uất ức từ bọn họ. Bắt nạt kẻ yếu, ai cũng như vậy. Nhưng Tần Lâm vừa mới tới đã chẳng coi họ ra gì, đám Nhiếp Vân Hải bị đánh cũng là một chuyện khiến người ta vui, với bọn họ mà nói, đương nhiên sẽ cảm thấy hả hê. Tần sư đệ, đệ lợi hại thật, huynh nghe nói hôm qua một mình đệ đánh 6 người đám Nhiếp Vân Hải một trận tơi bời, được đấy. Lúc trước huynh cũng nghe nói có một vị sư đệ đồng môn mới tới, không ngờ tần sư đệ lại lợi hại đến vậy, chưa thấy người đã nghe danh rồi, huynh bái phục. Ha ha ha, đúng đó, đám Nhiếp Vân Hải này chẳng phải loại tốt đẹp gì, tần sư đệ vừa mới tới đã xử lý họ thật khiến chúng ta hả dạ. Đúng, lúc trước bọn họ bắt nạt không ít đồng môn, mặc dù mọi người đều là đệ tử của Côn Luân nhưng bọn họ thường xuyên kiêu ngạo huênh hoang, bắt nạt kẻ yếu, thực lực của chúng ta không bằng họ nên hay bị bắt nạt. Đúng vậy, tần sư đệ hôm nay vừa gặp, huynh cảm thấy nể đệ vô cùng. Nhìn thấy mấy sư đệ đứng bên Lâm Trung Nghĩa nể phục Tần Lâm hơn nữa còn tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, Tần Lâm dỡ khóc dỡ cười, anh không ngờ vừa tỉnh dậy, mình đã vang danh khắp Côn Luân rồi. Tục ngữ có câu, người sợ nổi danh heo sợ thịt, Tần Lâm lúc này cũng vừa mừng vừa lo, ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng không ngờ bọn họ sẽ đánh giá Tần Lâm cao như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này càng khiến cho Lâm Trung Nghĩa vô cùng cảm khái. Xem ra thường ngày Nhiếp Vân Hải cũng hay bắt nạt những sư huynh đệ có thực lực không bằng hắn, núi Côn Luân có hơn 100 người lại cùng nhau đánh đập la hét, không ngờ Nhiếp Vân Hải này lại làm nhiều chuyện thất đức như vậy. Được rồi, tần sư đệ của các người mới đến, mọi người đừng dọa cậu ấy chứ. Sắc mặt Lâm Trung Nghĩa sầm xuống. Lâm sư huynh, anh không biết đấy chứ, Nhiếp Vân Hải chính là một tên khốn nạn, anh ta không dám bắt nạt những sư huynh mạnh mẽ như mọi người nên mới ở đây ức hiếp chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi còn không dám nổi giận, sư phụ luôn dạy, nhân, thiện, đức, nhẫn, từ, nhưng khi bị Nhiếp Vân Hải bắt nạt thì chúng tôi vẫn không dám lên tiếng, lần này cũng đừng trách tôi làm kinh động đến Lâm sư huynh, tần sư đệ coi như đã giúp cho mọi người ở đây xả được cơn tức. Dương Minh Nghĩa nghiến răng ken két, thậm chí đỏ cả mắt, phẫn nộ nói, lúc này Lâm Trung Nghĩa cũng đang tiến thoái lưỡng nan, trong lòng thầm cảm khái, xem ra những người này đã bị Nhiếp Vân Hải áp bức quá nhiều. Thế nhưng anh ta lại chẳng hay biết điều đó. Sư phụ nhắc nhở bọn họ phải biết lễ độ và khiêm tốn, nhưng đám người Nhiếp Vân Hải lại hống hách ép người, cuối cùng chỉ đành phải nuốt cục tức về mình mà thôi. Ỷ vào sự bao che của nhị sư thúc để đi ức hiếp người khác, ngoại trừ vị sư phụ không màng thế sự của bọn họ ra thì còn có vị sư thúc nào dám động vào nhị sư thúc chứ? Vậy nên Nhiếp Vân Hải và những người khác mới ngày càng trở nên ngang ngược như thế. Hôm nay Tần Lâm có thể nhìn thấy được mình đánh đám người Nhiếp Vân Hải một trận cũng coi như trừ hại cho dân, vậy nên bọn họ mới vô cùng vui mừng và phấn khích như thế. Tần Lâm nhìn sang Lâm Trung Nghĩa, anh ta cũng không có gì để nói, chỉ đành gật đầu, trong lòng càng thêm hỗn loạn, cảm thấy bản thân đánh Nhiếp Vân Hải chắc hẳn là đúng đắn, cho dù có phải đắc tội với nhị sư bá cũng chả sao. Dù sao anh cũng là con trai của Tần Trì, cho dù có phải bái làm sư phụ thì cũng là một tiếng nhị sư bá. Nhưng cho dù có phải đắc tội với nhị sư bá thì Tần Lâm cũng sẽ không do dự, điều quan trọng nhất là có khi nhị sư bá cũng đã biết trước việc này rồi, có thể ông ta đã dung túng cho bọn họ. Dù gì thì mối bất hòa giữa ông ta với bố đã quá rõ ràng, tuy Tần Lâm không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng anh vẫn đang tu hành trên núi Côn Luân thì đây là điều khó tránh khỏi.
Tần sư đệ, sau này có đệ ở đây thì chúng bọn huynh không cần phải sợ tên Nhiếp Vân Hải kia nữa. Đúng thế, Tần sư đệ, đệ chính là ân nhân của chúng bọn huynh, đệ vừa vào Côn Luân đã thể hiện sức mạnh đáng sợ như vậy rồi, sau này bọn huynh chắc sẽ phải theo đệ học hỏi mất. Ha ha ha, Tần Lâm xua tay lần nữa. Các huynh đệ, Tần Lâm chỉ lỗ mãng nhất thời mà thôi, nhưng đệ sẽ không bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai, Nhiếp Vân Hải cố tình gây sự với đệ, đương nhiên đệ sẽ không nhịn, nhưng binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, Tần Lâm đệ sẽ tiếp đến cùng, xem anh ta có thể đánh lại tôi không, Lâm sư huynh, chúng ta không gây chuyện nên không việc gì phải sợ, có đúng không? Tần Lâm cười nói, lúc này Lâm Trung Nghĩa cũng đành lắc đầu, còn có thể nói gì nữa đây? Còn đối với tiếng xấu của Nhiếp Vân Hải trước đây, Lâm Trung Nghĩa cũng đã ngầm thừa nhận, nếu không thì sao Tần Lâm lại đánh Nhiếp Vân Hải không chút do dự như vậy chứ? Được rồi, cũng không còn sớm, mọi người đừng ở đây tán dóc nữa, mau cùng tôi luyện tập đi. Lâm Trung Nghĩa vỗ vai Tần Lâm rồi nói, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu anh tu luyện. Lâm Trung Nghĩa đưa Tần Lâm và những người khác đến sân luyện võ để chuẩn bị luyện công. Đối với người luyện võ, thể lực là chìa khóa cơ bản nhất và là mục tiêu của tất cả mọi người. Mọi người không phải người bình thường, cho dù là thực lực hay tài năng thì đều vượt xa người thường, nhưng từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn tu luyện những chiêu thức võ thuật của Côn Luân. Từ hôm nay đi, tôi sẽ dạy mọi người cách luyện khí. Lâm Trung Nghĩa nói, thực lực của Tần Lâm đã quá rõ ràng, đối với chiêu thức thông thường, sau này luyện tập cũng không muộn, mọi người cũng thấy rõ thực lực của cậu ấy rồi. Vậy nên hôm nay tôi sẽ trực tiếp dạy mọi người luyện khí công Côn Luân. Hãy nhớ, điều quan trọng nhất trong khí công Côn Luân chính là hít thở, nó đòi hỏi mọi người phải sử dụng khí của cơ thể trong đan điền để khai thông các kinh mạch. Kỳ kinh bát mạch, âm kiều mạch, dương kiều mạch, âm duy mạch và dương duy mạch liền kề, quan trọng nhất là đới mạch xung mạch, cùng với đốc mạch nhâm mạch, muốn đả thông hai kinh mạch cuối không phải là chuyện dễ. Nhưng một khi đã khai thông thì sẽ cá chép hóa rồng. Là một sự biến đổi chấn động. Lâm Trung Nghĩa nói một cách rất nghiêm túc, mọi người đều chú ý lắng nghe, lúc này nhất định phải nghe cho kỹ, ai nấy đều khoanh tay như học sinh cấp 1, Tần Lâm cũng không ngoại lệ. Đan điền là trọng tâm, kỳ kinh là chủ chốt, bát mạch là phụ trợ, tâm thức làm đan điền tụ khí, ý đoạt linh đài, khí động huyền minh. Phù, phù, phù. Lâm Trung Nghĩa ngồi xếp bằng, hơi nhắm mắt, hơi thở không ngừng ra vào. Trông vô cùng điềm tĩnh. Lúc này Tần Lâm mới có thể cảm nhận được Lâm Trung Nghĩa đang dung hòa với trời đất một cách thần kỳ, đây chẳng phải là sự kỳ diệu tương đồng của tam phong luyện khí thiên với mình hay sao? Trước đó Tần Lâm không hề biết dựa vào luồng khí xoáy trong đan điền là có thể khai thông kinh mạch, hoàn thành việc phá mạch, đây dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho anh. Mọi người cũng thử làm đi. Lâm Trung Nghĩa chậm rãi mở mắt rồi điềm đạm nói. Hãy nhớ. Ý thủ linh đài, không được làm tâm trí loạn, hơn nữa cần phải giữ được hơi thở để tạo thành luồng khí xoáy trong khí hải đan điền, đến lúc đó khí trong đan điền mới có thể đả thông được các kinh mạch bị tắc, để đạt được hiệu quả tác động đến kinh mạch thì sức mạnh của mọi người sẽ được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, khí đan điền tác động đến kinh mạch không chỉ có thể nâng cao được sức mạnh mà còn mở rộng kinh mạch, làm cho khí huyết trong người căng tràn hơn, có thể dễ dàng dung hợp với công lực trong kinh mạch, khiến cho sức mạnh tăng lên và không ngừng lưu chuyển. Người phải có ý chí vươn lên, nói thì là như vậy, chỉ cần mọi người có thể hoàn toàn khai thông tất cả huyết mạch trong cơ thể thì kỳ kinh bát mạch sẽ không ngừng tăng lên, có thể hấp thụ được khí của đất trời, linh khí đó đủ thể tu dưỡng cơ thể, luyện được linh khí trong huyết mạch khi đến mức vô hình sẽ đạt được tác dụng lớn, sức mạnh cũng sẽ tăng rất nhiều khi chiến đấu. Tinh, khí, thần đều là những thứ quan trọng nhất, khi có cả ba thì mọi người mới càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Trung Nghĩa nói liền một mạch. Đối với anh ta mà nói, đây chính là thay thầy dạy đồ, cũng coi như là một nửa sư phụ, vậy nên bọn họ rất sợ Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh, đây là phương pháp hít thở sao? Cuối cùng bọn đệ cũng có thể luyện khí công Côn Luân rồi ư? Có người hưng phấn nói, có người đã tu luyện trên núi Côn Luân hơn 10 năm nhưng thực lực của họ vẫn không thể cao hơn cao thủ ngũ mạch, bọn họ căn bản không thể hoàn toàn đột phá kinh mạch chỉ với khí đan điền, nếu như vậy họ sẽ làm cho mình rơi vào thế bị động. Đối với người tu luyện mà nói thì sẽ lợi bất cập hại. Vì vậy có nhiều người chưa từng học qua khí công Côn Luân. Mau luyện tập đi, đừng để tôi thấy mọi người lười biếng. Hôm nay nếu có ai luyện được luồng khí xoáy thì tôi sẽ đưa người đó đến sau núi thu thập dược thạch. Dược thạch,
thuốc và kim châm cứu. Lời của Lâm Trung Nghĩa khiến mắt mọi người sáng lên, thu thập dược thạch là điều mà ai cũng mơ ước. Thật sao Lâm sư huynh? Ha ha ha, vậy thì sư đệ phải nhanh chóng luyện tập mới được. Đúng vậy, từ lâu tôi đã muốn đến dãy núi phía sau để cùng Lâm sư huynh thu thập dược thạch rồi. Sắc mặt Lâm Trung Nghĩa chợt thay đổi, tỏ ra lãnh đạm. Chỉ nói miệng là giỏi, còn không mau luyện công đi, nếu không thì đừng trách tôi. Tất cả mọi người liền im lặng, lập tức luyện công. Lâm Trung Nghĩa dường như cũng nhìn ra được sự ngờ vực của Tần Lâm, bèn trầm giọng nói. Dãy núi phía sau không phải là nơi cực hàn, vào giữa hè lại là núi rừng rộng lớn có thảm thực vật bao quanh, ở đó có rất nhiều thảo dược hiếm có, nhưng huynh muốn đến đó để thu thập dược thạch, đường đi vô cùng khó khăn và nguy hiểm, có mấy đệ tử Côn Luân không biết tốt xấu đã ngã xuống núi thịt nát xương tan tại chỗ. Lời của Lâm Trung Nghĩa khiến cho Tần Lâm hơi trùng xuống, xem ra muốn lấy được một số dược liệu ở đây cũng không dễ dàng chút nào. Nếu kiếm được dược liệu tốt thì chúng ta có thể đổi lấy mấy viên đan dược hoặc thuốc trị thương với dược sư ở núi Côn Luân, tu luyện ở đây vô cùng khó khăn, cứ hở một tí là bị thương, vậy nên nhu cầu dược liệu cũng rất lớn, không phải ai cũng có cơ hội để đến dãy núi phía sau thu thập dược thạch đâu. Sau khi Lâm Trung Nghĩa nói xong, Tần Lâm khẽ gật đầu, xem ra sau này muốn tu hành thì phải chuẩn bị thêm dược liệu, không biết chừng khi nào lại cần dùng đến. Tần Lâm nhìn mọi người bắt đầu tu luyện. Sau đó anh cũng từ từ nhắm mắt lại rồi hít thở theo cách mà Lâm Trung Nghĩa đã nói với bọn họ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tu luyện của bọn họ, đương nhiên rất khó để có thể hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, căn bản chẳng phải chuyện dễ dàng gì, khoảng cách giữa bọn họ với Lâm Trung Nghĩa vẫn còn rất lớn. Đan điền là trọng tâm, kỳ kinh là chủ chốt, bát mạch là phụ trợ, tâm thức làm đan điền tụ khí, ý đoạt linh đài, khí động huyền minh. Tần Lâm vừa tu luyện chưa đến 10 phút liền cảm giác được luồng khí xoáy trong cơ thể không ngừng dao động, sau đó dần ngưng tụ thành hình, không ngừng tác động vào kinh mạch. Khí công Côn Luân không khó như anh tưởng tượng, nó cũng gần giống với tam phong luyện khí thiên. Vậy nên Tần Lâm tiến bộ rất nhanh, hơn nữa hai loại khí công dường như bổ sung cho nhau, thay vì cản trở thì luồng khí xoáy trong khí hải đan điền của anh lại càng trở nên mạnh mẽ. Ngay cả Tần Lâm cũng không tưởng tượng nổi hai loại khí công đó lại có thể bổ trợ cho nhau, đối với Tần Lâm mà nói thì việc hình thành hai luồng xoáy khí công này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Lúc trước luyện tam phong luyện khí thiên thì Tần Lâm đã cảm thấy luồng khí xoáy trong cơ thể không ngừng tăng lên, nhưng khí công Côn Luân lần này lại càng làm cho anh có cảm giác mạnh mẽ hơn. Khí công Côn Luân và tam phong luyện khí thiên dung hợp một cách hoàn mỹ, khiến cho Tần Lâm càng ngày càng cảm thấy phấn khích và ngạc nhiên. Luồng khí xoáy trong cơ thể không ngừng tăng lên, từ việc hít thở có thể cảm giác được cơ thể của mình như đang bị hút vào trong, linh khí như được gột rửa, vô cùng sảng khoái. Thời gian trôi qua, Tần Lâm không ngừng khai thông đến đốc mạch, chính là kinh mạch cuối cùng mà anh cần đột phá, nếu đột phá được 8 kinh mạch thì anh sẽ trở nên thượng thừa ở Côn Luân. Với sự tác động không ngừng của Tần Lâm, dường như anh đã có thể cảm giác được kinh mạch trong cơ thể đã mở rộng ra rất nhiều, đúng như Lâm Trung Nghĩa sư huynh nói. Muốn đột phá kinh mạch thứ 8 thì phải mở rộng được các kinh mạch trước đã. Luồng khí xoáy hình thành bởi hai loại khí công trong cơ thể tràn ra khắp tứ chi và xương cốt của Tần Lâm, ngoại trừ đốc mạch thì tất cả các kinh mạch đều đã bị Tần Lâm mở rộng, anh có thể cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh cũng tăng vọt theo. Mặc dù không thể đột phá kinh mạch thứ 8, nhưng bản thân cũng đã mở rộng được 4 đường kinh mạch, đương nhiên thực lực của anh đã có tiến bộ đáng kể. Ngay lúc Tần Lâm dần mở mắt ra, cả người liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng cũng rất mệt mỏi, dù sao anh cũng đã mở rộng liên tiếp 4 đường kinh mạch, chắc chắn thực lực đã tiến bộ rất nhiều. Điều quan trọng nhất chính là phải đặt nền móng vững chắc trước, nếu nền móng không vững chắc thì thực lực ắt hẳn sẽ bị hạn chế. Sự dung hợp giữa khí công Côn Luân và tam phong luyện khí thiên đã khiến cho sức mạnh của Tần Lâm càng trở nên mạnh hơn, giống như cá gặp nước vậy. Hoàn toàn khác với lúc trước. Lần này Tần Lâm cảm thấy đã có tiến bộ rất lớn, kinh mạch mở rộng hơn, linh khí trong cơ thể không bị cản trở, vậy nên anh mới cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi mở mắt thì Tần Lâm lại bị dọa cho một phen, tất cả mọi người vây quanh anh, trợn tròn mắt nhìn với vẻ không thể tin được. Đệ không sao chứ, Tần sư đệ. Đã qua một ngày rồi, cuối cùng Tần sư đệ cũng đã tỉnh lại, đệ làm chúng tôi lo chết đi được. Đúng thế, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi này. Nếu như cậu không tỉnh lại thì chúng tôi đành phải đi tìm sư phụ thôi.
đệ đã tu luyện đúng một ngày rồi đấy. Đúng là người có cao có thấp, không ai giống ai, chúng tôi nỗ lực vào môn phái lâu như thế nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì, không ngờ Tần sư đệ mới vào một ngày lại có thể hiểu thấu được khí công Côn Luân. Thiên tài, đây đúng là thiên tài thực sự. Thiên tài được người ta nói đến như chúng tôi đây phải làm bàn đạp cho Tần sư đệ mất. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, hơn nữa còn rất ngưỡng mộ, trong tất cả mọi người đang có mặt thì chỉ có mỗi Tần Lâm tu luyện thành công, ngày hôm đó chỉ có mỗi mình Tần Lâm là có thể nhập định tu luyện trong vòng vài phút, làm sao bọn họ có thể không sốc được đây. Đặc biệt là Lâm Trung Nghĩa, cho dù là anh ta thì cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể chạm đến cánh cửa đó được. Lúc đầu sư phụ đích thân dạy dỗ đã khen ngợi anh ta là một tài năng hiếm có, nhưng đối với một người nhập định tu luyện trong vòng vài phút như Tần Lâm thì Lâm Trung Nghĩa bỗng cảm thấy cái danh thiên tài của mình chẳng khác gì đồ bỏ đi. Lúc đầu sư phụ đã nói, trong số các đệ tử của sư tổ thì người tài giỏi nhất chính là ngũ sư thúc Tần Trì, nếu Tần Trì không rời khỏi núi Côn Luân thì có lẽ ông ấy đã đạt đến đỉnh cao của sư tổ rồi. Vậy cũng đủ thấy tài năng của Tần Trì kinh khủng đến mức nào. Giờ đây con trai ông ấy đã đến, kế thừa tài năng dị thường kia, có vẻ như danh xưng đệ nhất thiên tài của Côn Luân sẽ có thể rơi vào tay Tần Lâm mất. Tần Lâm có chút bối rối, sau đó mỉm cười. Do may mắn mà thôi. Tần Lâm nhìn về phía chân trời, hoàng hôn lúc chạng vạng trông mặt trời giống hệt như máu, quả nhiên anh đã tu luyện cả một ngày, chẳng trách bọn họ đều nhìn anh như nhìn yêu quái vậy. Đệ không phải may mắn, đệ cũng quá khiêm tốn rồi đó Tần sư đệ. Thiên phú của đệ đúng là làm chúng bọn huynh thấy hổ thẹn mà. Đúng vậy, Tần sư đệ, sau này đệ phải cân nhắc cho các sư huynh đấy nhé, mọi người đều dựa vào đệ cả, ha ha ha. Đúng vậy, sau này bọn huynh sẽ học hỏi Tần sư đệ nhiều lắm đấy. Tần Lâm dở khóc dở cười, không ngờ ngày đầu tiên đến lại được khen như vậy, khiến cho tất cả sư huynh đều phải cúi đầu bái phục. Đây thực sự không phải là chủ ý của mình. Tần Lâm cũng không muốn lộ diện nhiều. Nhưng thực lực của anh lại không cho phép điều đó, vừa mới tu luyện được một ngày đã bị mọi người vả mặt rồi, Tần Lâm thầm thở dài, xem ra thiên phú của anh không thể che giấu nổi rồi. Đúng vậy, Tần sư đệ khiêm tốn quá, nhưng mà có hơi giả vờ rồi đó, ha ha ha. Tốt, ra dáng lắm, con trai của ngũ sư thúc quả thật phi thường. Huynh thấy chẳng bao lâu nữa cũng chẳng còn gì để dạy đệ đâu, đến lúc đó huynh sẽ đưa đệ cho sư phụ dạy. Lâm Trung Nghĩa vỗ vai Tần Lâm rồi nói, Tần Lâm ở đâu? Lúc này tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ, đột nhiên một tiếng quát lớn đã làm nụ cười trên mặt Tần Lâm vụt tắt. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, một người đàn ông vạm vỡ bước đi chậm rãi khiến ai cũng phải sợ hãi. Người này không phải ai khác, mà chính là Triệu Vô Cực. Anh ta là đệ tử của nhị sư bá, hơn nữa phía sau còn có 6 người, trong đó có 2 người đã bị Tần Lâm đánh ngày hôm qua. Ngay lúc này, ai nấy đều rất hiên ngang kiêu ngạo, có Triệu Vô Cực là hậu thuẫn vững chắc của bọn họ thì còn có gì phải sợ chứ? Thực lực của Triệu Vô Cực không thể nào so với Nhiếp Vân Hải, ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng cau mày, Triệu Vô Cực là đệ tử thứ 3 của nhị sư thúc, thực lực gần như ngang ngửa với anh ta, thậm chí còn có thể đánh bại được Lâm Trung Nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của anh ta lập tức khiến Lâm Trung Nghĩa và những người khác cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn. Nhưng lần này Triệu Vô Cực đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tần Lâm. Triệu Vô Cực, anh ta cũng là một trong những đệ tử được coi trọng nhất của nhị sư thúc, Lâm Trung Nghĩa biết rằng lúc này mình nhất định phải ra mặt, tên này rõ ràng là muốn nhằm vào Tần Lâm, nếu thật sự để bọn họ khiêu chiến thì Tần Lâm chắc chắn sẽ bị đánh bại, sao anh có thể là đối thủ của Triệu Vô Cực được chứ? Tần Lâm cũng biết rất rõ tên này tới đây là để ăn miếng trả miếng. Hôm qua bị đánh thì hôm nay nhất định phải đòi lại cho bằng được, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc trước Triệu Vô Cực và anh cũng đã từng đối chọi gay gắt với nhau, không ai nhường ai, nếu không có Diệp Như Tuyết tách hai người ra thì có lẽ đã có một trận chiến rồi. Triệu Vô Cực, hôm nay cậu đến không phải là muốn tìm Tần sư đệ để gây sự đó chứ, cậu coi tôi không tồn tại hay sao? Lâm Trung Nghĩa lạnh lùng nói, dù sao Tần Lâm cũng là con trai của ngũ sư thúc. Lại còn là sư đệ của anh ta, hôm qua mới đến nên Lâm Trung Nghĩa vẫn chưa biết rõ thực lực của anh, nhưng hôm nay đã không còn như vậy nữa, anh đã gia nhập sư môn rồi, đương nhiên Lâm Trung Nghĩa không thể nào để Tần Lâm dễ dàng bị người khác bắt nạt được. Lâm sư huynh ở đây, đương nhiên tôi không dám ngang ngược rồi, tôi vẫn rất coi trọng Lâm sư huynh, chuyện này ai cũng thấy. Mọi người nói xem có đúng không?
Triệu Vô Cực mỉm cười, mọi người phía sau cũng hùa theo. Nhưng có một số người thì khác. Tần Lâm, hôm qua cậu vừa đến núi Côn Luân đã người của chúng tôi bị thương, chẳng lẽ chỉ có sư huynh đệ của cậu mới là sư huynh đệ, còn của tôi lại không sao? Lâm sư huynh, có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Khi đánh ai đó thì phải chấp nhận, thậm chí còn phải chịu trừng phạt, làm người thì phải biết điều một chút, nhưng tiếc rằng lại có một số người không như vậy. Triệu Vô Cực nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt sắc lẹm. Hôm nay tôi đến đây không phải để tìm Lâm sư huynh khiêu khích, mà sư đệ của tôi bị đánh, tất cả đều do Tần Lâm cố ý khiêu khích, hoàn toàn không thèm coi sư huynh đệ bọn tôi ra gì, cứ luôn ép người khác, vậy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tất cả mọi chuyện đều do cậu ta gây ra cả, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho sư đệ của mình, nếu không mọi người sẽ cho rằng đệ tử dưới trướng sư phụ tôi dễ bắt nạt. Tôi nói điều này cậu đừng chê khó nghe nhé, Triệu Vô Cực, sư đệ của cậu không bằng người ta, chẳng lẽ cậu lại trách người khác ư? Đám người Nhiếp Vân Hải đã chủ động ra tay trước, bây giờ mọi người lại tiếp tục đến đây gây chuyện, ai mới là người coi người khác không ra gì đây? Các cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Muốn đánh thì đánh, tôi thấy các cậu mới là người vô lý thì có, cậu thật sự muốn phân cao thấp với tôi trong trận chiến hôm nay sao? Lâm Trung Nghĩa trầm giọng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực, tên này cũng khá khó nhằn, Tần Lâm nhất định không phải đối thủ của anh ta, lúc này Lâm Trung Nghĩa cũng chỉ có thể ngăn cản anh ta mà thôi. Lâm Sư Huynh nói đúng lắm, tôi vẫn rất tôn trọng Sư Huynh, nhưng có người lại không hề đáng được tôn trọng, lại càng không đáng để anh bảo vệ. Nếu là nam tử hán đại trượng phu thì ra đây đánh một trận xem nào, dù thắng hay thua thì đều do số mệnh. Đương nhiên, nếu như cậu vẫn muốn làm rùa rụt cổ thì tôi cũng không ép. Đã nghĩ kỹ chưa, Tần Lâm, muốn làm đàn ông hay rùa rụt cổ đây? Khóe miệng Triệu Vô Cực khẽ nhếch lên, anh ta cười nhạt, ngay cả sư huynh sư đệ đứng đằng sau lưng Lâm Trung Nghĩa cũng lòng đầy căm phẫn. Đây rõ ràng là chiêu khích tướng để chọc giận Tần sư đệ mà. Tên Triệu Vô Cực này đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, Tần sư đệ mới vào núi Côn Luân, sao có thể là đối thủ của anh ta được? Trong tất cả các sư đệ của sư thúc, tên này nhất định nằm trong top 20, nếu để anh ta đánh với Tần sư đệ thì đúng là không công bằng mà. Lâm sư huynh nhân từ quá, sư phụ cũng vậy, đến bây giờ vẫn không cho phép chúng ta chủ động gây chuyện, nhịn được thì phải nhịn. Cũng hết cách, dẫu sao sư phụ cũng là đại đệ tử của sư tổ, trách nhiệm đầy mình. Phải duy trì bảo vệ toàn bộ quy củ của núi Côn Luân nên không tiện ra tay. Hai, huynh cũng cảm thấy uất ức thay Tần sư đệ, tên Triệu Vô Cực này ghê tởm quá mà. Mọi người đều cảm thấy buồn bực, tên này rõ ràng gây chuyện trước nhưng anh ta nói cũng có lý, dù sao thì người ta bị đánh, nên bây giờ người ta là người bị hại. Sắc mặt Lâm sư huynh âm trầm, mặc dù anh ta muốn ép Triệu Vô Cực phải lùi lại, nhưng tên này không biết xấu hổ, bản thân anh ta cũng bất lực. Triệu Vô Cực không định đối đầu với Lâm Trung Nghĩa mà chọn chơi chiến thuật phu hồi sao, muốn đấu với Tần Lâm một trận, báo thù cho sư huynh sư đệ của mình, làm rạng danh Côn Luân. Sao chiến thuật phu hồi, đánh vu hồi, hay thao tác đánh vòng là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng? Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng. Chuyện ngày hôm qua chỉ là mồi lửa mà thôi, Triệu Vô Cực bây giờ ghét cay ghét đắng Tần Lâm, anh lại còn khinh nhờn nữ thần của anh ta, trêu đùa như tuyết, món nợ này anh ta nhất định phải bắt Tần Lâm thanh toán đủ. Triệu Vô Cực tuyên bố hùng hồn, ánh mắt đầy vẻ ngoan độc. Sao vậy, lúc này không tỏ vẻ nữa à? Bây giờ biết mình là rác rưởi rồi sao? Biết mình không nên ra tay rồi à? Mới bước chân vào núi Côn Luân mà đã thể hiện đến vậy, ra tay với các sư huynh. Khiến bao người tức giận. Lâm sư huynh, anh đừng có bao che nữa, cho dù là đệ tử của ai thì đều là sư huynh của cậu ta, bây giờ cậu ta khinh thường các sư huynh khác, chắc chẳng bao lâu nữa anh cũng bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ. Mồm miệng dẻo quẹo. Khích bác ly gián. Tên Triệu Vô Cực này dùng một kế rất hay, hơn nữa còn ra sức dè bỉu Tần Lâm, chỉ như vậy mới có thể chọc giận Tần Lâm để anh chịu nghênh chiến. Cậu đúng là con rùa rụt cổ. Có vẻ như cũng chỉ đến thế mà thôi, Lâm sư huynh, bên của anh chẳng nhẽ thích làm con rùa rụt cổ sao? Ha ha ha, buồn cười quá, nếu đã vậy thì sau này có con rùa rụt cổ nào tôi sẽ đưa đến chỗ của anh nhé, anh thấy thế nào? Coi như là chút lòng thành của tôi. Lời của Triệu Vô Cực càng ngày càng cay độc,
lúc này nó đã chọc giận các sư huynh sư đệ đứng sau lưng Lâm Trung Nghĩa, mặt họ ai ai cũng bừng bừng lửa giận, đây chẳng phải đang nói cạnh nói khóe sao. Mắng bọn họ là đám phế vật, là rùa rụt cổ. Nếu như nhịn được chuyện này thì sau này sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. Ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng thẹn quá hóa giận, tên Triệu Vô Cực này đến kiếm chuyện, trận chiến ngày hôm nay không tránh được rồi. Tên này chẳng coi bọn họ ra gì, hôm nay Lâm Trung Nghĩa cũng nổi giận rồi, rõ ràng biết Triệu Vô Cực cố ý làm vậy nhưng ai có thể chịu được lời khiêu khích này chứ. Lúc này, anh nhất định không thể tiếp tục im lặng được nữa, đây không phải chuyện của mình anh mà là chuyện của tất cả mọi người đệ tử của Đại Sư Bá. Triệu Vô Cực không chỉ mắng mình anh mà còn mắng tất cả mọi người bên phía bọn họ, lúc này anh không còn đường lui nữa, mà nhất định phải quyết chiến một trận. Huống hồ, Triệu Vô Cực vốn đã coi anh là cái đinh trong mắt, hai bên đối đầu gay gắt, lúc trước khi anh ở Sơn Môn đấu cũng chưa đã, lần này thực lực của Tần Lâm đã có sự đột phá, anh cũng muốn tìm ai đó đấu một trận, tên Triệu Vô Cực này đến đúng lúc ghê. Tần Lâm vừa hay không có đối thủ xứng tầm. Anh cũng đâu thể vừa nhập môn đã khiêu chiến Lâm Trung Nghĩa được. Lâm Trung Nghĩa dù sao cũng là sư huynh đưa anh đi tu luyện, làm vậy thì không ổn, còn những người còn lại thì hoàn toàn không phải đối thủ của anh, nếu như lấy họ ra để luyện tập thì càng không ổn. Nhỡ may đánh họ bị thương thì anh sẽ để lại tiếng xấu vạn năm không rửa trôi nơi núi Côn Luân này mất, đâu thể đánh sư huynh sư đệ của mình như thế được chứ. Nhưng Triệu Vô Cực thì khác, tên này là một con chó điên, đánh bọn họ, Tần Lâm thấy phê lắm. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo về hậu quả, mấy người này đến tận cửa xin đánh, anh sao có thể để họ đắc ý được. Đừng nói đến việc anh ta dùng kế khích tướng chọc giận Lâm Trung Nghĩa và các huynh đệ đang đứng ở đây, cho dù anh ta không dùng kế này, anh cũng không định bỏ qua cho anh ta, cơ hội luyện võ hiếm có khó tìm thế này, sao anh có thể bỏ qua được. Lâm Trung Nghĩa nhíu mày, Tần Lâm muốn đánh một trận với Triệu Vô Cực sao? Thực lực của anh rất mạnh, có thể tần bọn Nhiếp Vân Hải một trận. Hôm qua vừa ra tay khiến cho không ít đồ đệ của núi Côn Luân ngưỡng mộ bái phục, nhưng hiếu kỳ vẫn là chính. Nhưng hôm nay Tần Lâm lại nổi hứng, anh muốn đánh với Triệu Vô Cực, trận này mà đánh thì chắc chắn là bại. Người khác không biết chứ Lâm Trung Nghĩa vẫn luôn nắm rõ thực lực của Triệu Vô Cực, đã thông bảy kinh mạch, hơn nữa thực lực vô cùng khinh khủng, thiên phú hơn hắn đám kia, Tần Lâm dù sao cũng chỉ vừa tiếp xúc với khí công Côn Luân thôi. Muốn đạt đến thực lực của Triệu Vô Cực trong thời gian ngắn là chuyện trên trời. Mặc dù anh rất mạnh, thiên phú thuộc dạng hiếm có, nhưng dù sao người ta cũng tu luyện hơn 10 năm ở núi Côn Luân rồi. Ấn tượng của Lâm Trung Nghĩa về Tần Lâm không tệ, nhưng trận này mà đánh, Tần Lâm mà bị người ta đánh bại thì đây sẽ là chuyện vô cùng mất mặt với anh ta với ngũ sư thúc, thậm chí với cả sư phụ. Tần Lâm vừa nhập môn đã đắc tội không ít người nên vô cùng nổi bật. Thiên phú càng mạnh thì càng khiến người đố kỵ, có người hâm mộ, cũng sẽ có nhiều người khinh thường, chỉ muốn nhìn thấy cảnh Tần Lâm đại bại, sư phụ giao phó Tần Lâm cho anh ta, rõ ràng vì thấy được mặt chững chạc của anh ta, Lâm Trung Nghĩa không muốn Tần Lâm rơi vào vòng xoáy dư luận. Lâm Trung Nghĩa trầm giọng nói, Tần Lâm, làm người phải biết điều, đệ không phải đối thủ của đệ ấy, hơn nữa một bị đánh bại, đệ có nghĩa đến hậu quả không? Đệ còn trẻ. Để tu luyện thêm 3 năm nữa hắn đối đầu với Triệu Vô Cực, lúc đó huynh tin đệ nhất định sẽ thắng. Nhưng bây giờ e là đệ sẽ khó nắm được phần thắng. Sắc mặt Tần Lâm nghiêm nghị, anh biết Lâm Trung Nghĩa chỉ muốn tốt cho anh thôi, nhưng không nhịn được thì cũng chẳng cần nhịn nữa. Người ta đã đến tận nhà để bắt nạt mình rồi, bây giờ còn đang cưỡi lên đầu lên cổ của mình, nếu không phản kích thì chắc chắn mất hết thể diện. Nói hay lắm, Tần sư đệ, bọn huynh ủng hộ đệ. Cố gắng lên. Đúng, chúng ta không phải loại hèn nhát, thích chiến thì chiến, nhất định không lui. Tần sư đệ, bọn huynh tự hào vì đệ. Mặc dù Lâm Trung Nghĩa muốn khuyên can Tần Lâm, nhịn một chút gió yên sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, nhưng các sư đệ đứng sau lưng lại bị Triệu Vô Cực chọc tức đến mức mặt mày tái xanh. Bọn họ rất muốn đấu một trận với Triệu Vô Cực, nhưng vì thực lực không đủ, nếu không thì bọn họ nhất định cũng sẽ không ngồi yên mà xem đâu. Bây giờ Tần Lâm dám khiêu chiến, cho dù thắng hay thua, bọn họ vẫn sẽ ủng hộ Tần sư đệ. Lâm Trung Nghĩa thầm cười gượng trong lòng, sao anh ta lại không muốn Tần Lâm tẩn cho tên này một trận chứ, Nhiếp Vân Hải chẳng phải loại tốt lành gì, tên Triệu Vô Cực này còn hơn thế, không coi ai ra gì, mặc dù ra vẻ hòa bình với Lâm Trung Nghĩa, nhưng mắt ngẩng lên trời, chẳng coi anh ta ra gì, ở trên núi Côn Luân này Triệu Vô Cực thuộc hàng kiêu ngạo, ngông cuồng.
không ai dám đánh lại anh ta. Lúc trước từng có người khiêu chiến Triệu Vô Cực, bị anh ta đánh gãy tay, vô cùng thảm thương, anh ta ra tay hết sức tàn nhẫn, quả là kẻ độc ác nhất cái núi Côn Luân này. Hơn nữa nhị sư thúc lại vô cùng bao che cho đám đệ tử dưới trướng, đây chính là nguyên nhân tại sao bọn họ lại ngông cuồng đến thế. Triệu Vô Cực đắc tội nhiều người, khiến họ phải nhịn nhục, nhưng chẳng mấy ai đủ mạnh để đối đầu với loại người như anh ta cả. Cho dù là Lâm Trung Nghĩa cũng chưa nắm chắc phần thắng, cho dù có thắng thì cũng thương tích đầy mình, không ai muốn nhìn thấy kết quả này, anh ta là đệ tử đứng đầu của núi Côn Luân, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích. Nhưng Tần Lâm thì khác, lần đầu rời nhà tranh, chẳng sợ chết, bây giờ đối đầu với Triệu Vô Cực thì hai người chẳng ai sợ ai, trận chiến này gần ngay trước mắt rồi. Tên này không sợ chết đến vậy à? Ha ha ha, Triệu sư huynh của chúng ta mà ra tay thì cậu chỉ có bỏ dưới đất mà tìm răng thôi. Đúng vậy, lần này xem ai phải lặn lộn dưới đất kêu cha gọi mẹ. Triệu sư huynh cố lên, tên này hôm qua kiêu ngạo như nào, hôm nay nhất định phải cho cậu ta biết tay, Nhiếp sư huynh bị cậu ta đánh thảm như vậy mà. Đúng vậy, bây giờ bọn đệ còn đau lắm đây. Đám sư đệ đứng sau lưng Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi. Lúc này anh ta vô cùng kiêu ngạo, tỏ vẻ huênh hoang, khiến người ta nhìn thấy ghét, có điều lúc này Tần Lâm chẳng sợ hãi, đứng lên trước mặt họ, tay chống eo, khí thế hùng hồn. Lâm Trung Nghĩa hỏi lại. Hai, chẳng nhẽ đệ thực sự muốn đấu với cậu ta một trận sao? Tần Lâm không quan tâm, anh cười nói. Bọn họ cứ bắt nạt người khác, đệ cũng thấy khó chịu, chỉ khi đệ ngã xuống mới cưỡi được lên đầu lên cổ đệ. Nhìn thấy chưa Lâm sư huynh? Đâu phải tôi không nể mặt anh, có những người không nể mặt tôi ấy chứ, vốn tưởng cậu ta là con rùa rụt cổ, không ngờ lại cương quyết đến vậy, có vẻ như tôi đánh giá thấp cậu rồi, có điều như thế cũng tốt, tôi cũng có thể báo thù cho Nhiếp Vân Hải, tôi không phép bất kỳ ai cố ý đánh sư đệ của tôi bị thương. Triệu Vô Cực càng cười càng vui, tên Tần Lâm này cuối cùng cũng định ra tay, nếu như anh còn tiếp tục làm con rùa rụt cổ thì cũng hết cách, dù sao anh ta không muốn phải ra tay với Lâm Trung Nghĩa. Ánh mặt trời chiếu lên đất, dãy núi như được khoác lên mình chiếc áo giáp vàng, không trung trở nên mờ mịt. Từng tầng tuyết trắng lấp lánh ánh sáng, sông băng Côn Luân lóe sáng dưới dáng chiều chiếu rọi. Tần Lâm đối mặt với Triệu Vô Cực, bóng hai người được dáng chiều chiếu xuống, kéo dài ra, thấy rõ vẻ đối chọi gay gắt, ánh mắt họ sáng rực như đuốc, trận chiến này chắc chắn sẽ gây chấn động cả Côn Luân. Tần Lâm vừa mới đến nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù phải đối đầu với một đối thủ khó nhằn như Triệu Vô Cực, anh cũng không hề lùi bước. Hơn 20 người đang ngóng trông cuộc tỉ thí này, ai ai cũng tràn đầy hứng thú. Lâm Trung Nghĩa vô cùng lo lắng, dù sao thân phận của Tần Lâm cũng đặc biệt, lúc này anh mà thất bại thì mọi người cũng coi như xong. Dù sao thực lực của tên Triệu Vô Cực này ở đây, ngoại trừ Lâm Trung Nghĩa ra chắc không ai đủ khả năng làm đối thủ của anh ta, vậy nên mới bảo là trận chiến này rất khó nhằn. Lâm Trung Nghĩa biết tính cách Tần Lâm, anh sẽ không cam tâm bị bỏ lại phía sau, lúc này anh nhất định không để yên cho Triệu Vô Cực. Quan hệ của hai người không thể cứu vãn được nữa, vậy nên Lâm Trung Nghĩa chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng của mình lên người Tần Lâm, hy vọng anh không thua đậm quá. Triệu Vô Cực từ từ bước tới, mắt đối mắt Tần Lâm, ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy ý chí chiến đấu, dường phải anh ta xóa sổ Tần Lâm bằng được vậy. Cậu nhất định phải trả một cái giá cực lớn vì sự ngông cuồng này. Triệu Vô Cực cười híp mắt mà nói, khóe miệng đầy sát khí, bộc lộ rõ trong lời nói. Ánh mắt của Triệu Vô Cực khiến Lâm Trung Nghĩa vô cùng phản cảm, tên này như kiểu muốn giết người phóng hỏa vậy, chỉ là trận đấu giữa hai đệ tử đồng môn thôi, nhưng anh ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải băm vằm Tần Lâm, trong ánh mắt tràn đầy sự hận thù và sát ý nồng đậm. Người như thế này một khi đi vào thế tục thì sẽ giết rất nhiều người. Vậy sao, tôi muốn xem, đệ tử mà nhị sư bá đắc ý nhất rốt cuộc có lợi hại như trong truyền thuyết không? Có vẻ như nhiều người đều sợ lắm, sư phụ của anh chắc bị người ta ghét lắm, đối phó với tôi chắc là ý của sư phụ anh nhỉ? Tần Lâm nói nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe thấy được, ánh mắt họ giao nhau, ánh lửa bắn ra tứ phía. Triệu Vô Cực rõ ràng không kiên nhẫn nổi với Tần Lâm, ngay cả anh ta cũng chưa từng động vào tiểu sư muội, vậy nên Tần Lâm thật đáng chết. Cậu không xứng, sư phụ tôi không vì chuyện vặt đấy mà nổi giận đâu, dám đấu với tôi thì cậu chỉ có đường chết thôi. Núi Côn Luân này không phải chỗ mà ai cũng có thể đứng vững. Hơn nữa cậu dám tái máy tay chân với tiểu sư muội,
bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu biết là thế nào để trở thành một người đàn ông thành thật. Tôi sẽ phế toàn bộ tay chân của cậu, sau đó vứt cậu ra khỏi núi Côn Luân. Tự cho là đúng, hừ, cậu đúng là tự rát vàng lên mặt mình, loại ngông cuồng tự phụ như cậu không được phép tồn tại trên núi Côn Luân. Mới vào Côn Luân mà không chịu quản thúc, cho dù cậu có là con trai của ai, tôi cũng sẽ không nương tay. Sắc mặt của Triệu Vô Cực lạnh như băng, lúc này anh ta đã chuẩn bị xong để nghênh chiến rồi, mặc dù anh ta khinh thường Tần Lâm, nhưng anh ta hiểu rõ trong lòng, thực lực của Tần Lâm rất mạnh, anh ta phải dốc toàn lực mới được. Tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Tần Lâm cũng hiểu rõ, nếu như không có chống lưng của nhị sư bá, Triệu Vô Cực sao có thể ngông cuồng đến vậy. Hơn nữa rõ ràng biết mình là con trai Tần Trì mà không hề nương tay, rõ ràng là có bàn tay của nhị sư bá nhúng vào ở đằng sau lưng nên mọi chuyện mới đi đến bước này. Bóng hai người nháy mắt xông lên, đan xen vào nhau, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Bốp, binh, bốp, quyền quyền đụng nhau, chiến đấu say sưa, không ai ngờ, Triệu Vô Cực luôn ngông cuồng tự đại lại có ngày đấu tới đấu lui với Tần Lâm, đúng là không thể ngờ nổi mà. Tần sư đệ lợi hại quá. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng không có cách nào xử lý được đệ ấy. Đúng vậy, hôm qua Tần sư đệ đánh với bọn Nhiếp Vân Hải chắc cũng dũng mãnh như vậy, hôm nay vừa gặp quả nhiên khiến người ta vừa gặp là thấy sợ hãi. Hai, không biết lúc nào chúng ta mới đạt được thực lực như Tần sư đệ đây, năng lực của đệ ấy chắc cũng chẳng thua kém Lâm sư huynh mấy đâu. Chúng ta cùng cổ vũ cho Tần sư đệ đi, nhất định không thể để tên Triệu Vô Cực chiếm được cơ hội. Đám sư đệ đứng sau lưng Lâm Trung Nghĩa vô cùng hưng phấn, ý chí quyết chiến dạt dào, dù sao nhìn thấy Tần Lâm đấu với Triệu Vô Cực, hai người quyền quyền giao nhau, vô cùng mãnh liệt, khiến bọn họ cũng huyết chiến sôi trào. Tần Lâm mặc dù vô danh, vừa mới tiến vào núi Côn Luân, nhưng anh đã làm chuyện người khác 10 năm cũng không dám làm, đệ tử của nhị sư bá đều vô cùng hung bạo, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, bây giờ sự xuất hiện của Tần Lâm đều khiến cho mọi người kích động. Tần sư đệ nhất định là ngoại lệ, là người không sợ cường quyền. Tần Lâm giao chiến với Triệu Vô Cực liên tục 20 chiêu, sắc mặt của Triệu Vô Cực cũng trở nên âm trầm, bởi vì lúc trước anh ta giao chiến với Tần Lâm không tốn sức thế này, mới có một ngày trôi qua mà thực lực của tên này đã tăng lên rồi sao? Không thể nào! Nhất định không thể! Triệu sư huynh sẽ không thua Tần Lâm đấy chứ? Bớt nói lại đi, mới đánh được mấy chiêu chứ? Triệu sư huynh còn chưa thể hiện thực lực của mình kia mà, Tần Lâm không bao giờ có thể là đối thủ của Triệu sư huynh được. Tôi thấy cũng chưa chắc, bây giờ hai người đang đánh nhau như nước với lửa, tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm. Đừng lo, Triệu sư huynh không dễ thua như vậy đâu. He he he, đám sư đệ của Triệu Vô Cực thì thầm, mặc dù bây giờ Triệu Vô Cực đang gặp bất lợi, nhưng dù sao anh ta cũng là cao thủ thất mạch, hơn nữa còn đang trên đà khai thông mạch thứ 8. Thực lực cũng không hề tầm thường, bọn họ căn bản không thể bắt kịp được. Mặc dù chỉ thua kém nhau một mạch, nhưng đó lại cách xa nghìn dặm, trong mắt bọn họ mà nói, Triệu Vô Cực là một chiến thần không thể nào đánh bại, ngoài những người thực sự có thiên phú dị bẩm ra thì Triệu Vô Cực chính là tấm gương của bọn họ. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, từng bước áp sát, nếu Triệu Vô Cực đã ra tay độc ác như vậy thì anh cũng không cần khách sáo với anh ta nữa. Hơn nữa lần này kinh mạch đã được mở rộng. Rõ ràng Tần Lâm cảm thấy sức mạnh trong cơ thể càng trở nên dồi dào và mạnh mẽ hơn. Nắm đấm ở phía trước, bát cực quyền phía sau, một cơn giận dữ bùng lên, cuối cùng Triệu Vô Cực cũng nếm được mùi vị của nắm đấm vào ngực anh ta, một ngụm máu tươi tràn lên, nhưng anh ta đã lập tức nuốt xuống. Triệu Vô Cực sớm đã có chuẩn bị, anh ta muốn lấy lùi làm tiến, đợi chờ thời cơ. Nguyễn kiếm sắc bén được rút ra, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Bỗng có một luồng gió lạnh vụt qua, kiếm khí ép người. Thanh Nguyễn kiếm hệt như một con rắn bạc, còn có cả tiếng rít, nó lập tức phóng sát vào mặt Tần Lâm, ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng phải thay đổi sắc mặt. Triệu Vô Cực này thật không biết xấu hổ, lại dám gian lận, hơn nữa ai lại có thể ứng phó nổi chiêu hồi mã thương này của anh ta cơ chứ? Cẩn thận! Tần sư đệ cẩn thận! Mọi người đều tỏ ra kinh hãi, nhưng trong nháy mắt, thanh kiếm sắc bén đã cắt đứt quần áo của Tần Lâm. Không những thế nó còn lưu lại một vết sẹo rỉ máu trên người anh. Thanh Nguyễn kiếm này sắc bén đến nỗi có thể cắt được tóc, hơn nữa còn lưu lại trên vai Tần Lâm một vệt máu. Mọi người hít sâu một hơi, thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường chút nào. Tần Lâm chợt cau mày, khóe miệng nhếch lên,
anh không những không lùi mà còn tiến lên ép sát Triệu Vô Cực, mặc dù Triệu Vô Cực đang có ưu thế về vũ khí, nhưng khi thấy Tần Lâm tiến đến thì vẫn bất giác lùi về sau. Tên Triệu Vô Cực này quá vô liêm sỉ rồi. Lâm Trung Nghĩa siết chặt nắm đấm, dù sao Tần Lâm vẫn còn trẻ, không ngờ Triệu Vô Cực này lại dở trò như vậy, dùng hồi mã thương để không ai chú ý, nếu như Tần Lâm không đủ nhanh thì có lẽ anh đã chết lâu rồi. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng máu đã túa ra, ướt đẫm cả quần áo. Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên liếm quanh mép, nếu tôi chết thì anh cũng sẽ sống không nổi đâu, trận chiến này đã định sẵn là sẽ không dễ dàng. Tần Lâm ấn vào hai huyệt đạp của anh rồi không chút sợ hãi lao về phía trước. Lấy lưng làm tựa, tung bát cực quyền, lần lượt hết đợt này đến đợt khác, một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến cho Triệu Vô Cực không sao chống đỡ được. Mặc dù Tần Lâm chưa thể đột phá tám đường kinh mạch, nhưng lúc này anh cũng đã gần như vậy, hơn nữa với thể chất hơn người, đương nhiên anh cũng sẽ không để cho đối phương có cơ hội sử dụng nguyễn kiếm thêm lần nữa. Tần Lâm sải từng bước, hệt như hổ xuống núi, xuất chiêu dễ như trở bàn tay. Triệu Vô Cực cầm nguyễn kiếm nhưng không sao thi triển được, chỉ đành rút lui dần, nhưng lúc này Tần Lâm vẫn không hề loạn, sau khi tận dụng thời cơ, anh lại tiếp tục xoay dấu điểm chỉ. Bất động minh vương ấn, tiếp đó ấn mạnh về phía đối phương. Bịch, một âm thanh như tiếng bóp nghẹt vang lên, bỗng bất động minh vương ấn nằm ngay giữa ngực Triệu Vô Cực, trực tiếp làm nứt tám cọng gân cốt của anh ta, Triệu Vô Cực phải chịu một đòn lớn khiến anh ta hộc máu, sắc mặt lập tức thay đổi. Cơ thể Triệu Vô Cực bay ngược lên, sắc mặt xa sầm, máu phun ra, trông vô cùng nhếch nhác, trên mặt đầy vẻ tức giận và không cam tâm. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sắc mặt thay đổi rõ rệt. Từ trước đến nay Triệu Vô Cực luôn là vị sư huynh mà bọn họ kính trọng, trước giờ không ai có thể chiến đấu với anh ta một cách dữ dội như vậy. Hơn nữa thực lực của Tần Lâm khiến ai cũng phải dùng mình, những đòn công kích như vũ bão dữ dội thật khiến người ta phải kiêng dè. Triệu Vô Cực bị đánh đến mức không còn sức đánh trả, tưởng như ngang tài ngang sức nhưng sau 30 chiêu đã bị Tần Lâm áp chế hoàn toàn, chỉ một ấn quyết đã khiến cho Triệu Vô Cực trở nên tuyệt vọng. Mặt mày bàng hoàng. Toàn thân Triệu Vô Cực như dã rời, cơ thể đau đớn khủng khiếp. Trong mắt Lâm Trung Nghĩa hiện lên một tia vui mừng, Tần Lâm này quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, mọi người liền trở nên vui vẻ, lần này Tần sư đệ đã làm cho bọn họ nở mày nở mặt rồi. Triệu Vô Cực và Nhiếp Vân Hải đều là những kẻ đáng ghét nhất dưới trướng của nhị sư thúc, bình thường còn hay bắt nạt bọn họ, nếu như không phải do sức mạnh không đủ thì bọn họ cũng đã có một trận quyết đấu với nhau rồi. Hôm nay Tần sư đệ đã giúp bọn họ hoàn thành tất cả những điều họ muốn làm nhưng chưa bao giờ dám làm. Hay lắm Tần sư đệ. Tần sư đệ đúng là tấm gương sáng của chúng ta, ha ha ha. Ngầu lắm đó Tần sư đệ. Mọi người tràn đầy hưng phấn và kích động. Lúc này, Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm vào Tần Lâm với vẻ cay đắng, anh ta đã thua hoàn toàn rồi. Nhưng Tần Lâm lại không hề có ý định dừng lại, hơn nữa anh còn muốn thừa thắng xông lên. Giáng cho Triệu Vô Cực một đòn chí mạng. Mẹ kiếp, thằng nhóc này muốn giết tôi. Triệu Vô Cực vô cùng hoảng sợ, cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta vội vàng bò về phía sau với vẻ mặt hốt hoảng. Giả vờ xong rồi muốn chạy ư, trên đời làm sao có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Tần Lâm cười khẩy, bỗng một cước trên không đá thẳng vào cột sống của Triệu Vô Cực, anh ta vừa bò vừa la hét, suýt chút nữa lăn khỏi vách đá, tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, xém chút nữa hồn bay phách lạc. Quá tàn nhẫn rồi. Tần sư đệ này ra tay vô cùng tàn nhẫn, không chút nương tay, tên Triệu Vô Cực này coi như xui xẻo khi chọc phải Tần Lâm. Triệu Vô Cực cũng đang thầm kêu khổ, không ngờ tên Tần Lâm này lại thực sự ra chiêu chí mạng với mình, anh ta vốn là người chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ lại tự ép mình vào tình thế tuyệt vọng. Ai sợ ai chứ? Sau khi ăn hành hết lần này đến lần khác thì Triệu Vô Cực liền cảm thấy cực kỳ hối hận. Tôi thua rồi. Sắc mặt Triệu Vô Cực tái mét, anh ta đã bị thương nặng. Nếu như không nhận thua, có khi anh ta sẽ thực sự bị Tần Lâm đá chết mất. Hảo hán không chấp chuyện vặt, nếu bản thân đã không phải là đối thủ của Tần Lâm thì anh ta chỉ có thể giả vờ nhượng bộ mà thôi. Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ tình hình của anh ta còn tệ hơn những người khác. Vậy nên anh ta bắt buộc phải xuống nước. Xuống nước không đáng sợ, không có cơ hội để nhận lỗi mới càng đáng sợ hơn, còn sống là sẽ còn hy vọng. Anh ta không thể chết, nếu anh ta rơi xuống từ vách đá thì chắc chắn sẽ nát thành từng mảnh.
anh không có cơ hội để nhận thua đâu. Tần Lâm không thèm quan tâm những thứ này, tại sao lúc Triệu Vô Cực một mực ép anh rời khỏi Côn Luân thì lại không nói tới. Bây giờ đánh không lại còn định nhận thua, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Núi Côn Luân này không phải do nhà anh xây đâu. Ánh mắt Tần Lâm đanh lại, từng bước ép sát, một lần nữa khiến Triệu Vô Cực không còn đường lui. Sao còn chưa ra tay? Triệu Vô Cực gầm lên, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi trước sức mạnh của Tần Lâm, ai dám ra tay chứ? Chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Triệu Vô Cực kêu trời không thấu kêu đất không hay, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, chẳng lẽ tên này thật sự muốn giết anh ta hay sao? Tần Lâm không hề nương tay, tung liên hoàn cước và đấm khiến cho Triệu Vô Cực không còn sức để chống trả, chỉ có thể bị đánh bầm dập mà thôi, máu tươi túa ra, sắc mặt tái mét, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ngay lúc này, Triệu Vô Cực đã như một con chó chết chủ, bỗng nhiên có một bóng người gầy gò xuất hiện, và ngay khi lòng bàn tay của anh ta đưa ra, trực tiếp dùng quyền để ngăn cách Tần Lâm và Triệu Vô Cực ra. Là anh ta. Sắc mặt Lâm Trung Nghĩa lập tức thay đổi, bất giác lên tiếng, mắt thoáng nheo lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Tần Lâm. Tàng sư huynh. Ánh mắt của những người ở sau Triệu Vô Cực đột nhiên sáng lên, Tàng sư huynh cũng đến rồi ư. Thực lực của Tàng sư huynh không thể nào so với Triệu Vô Cực được, anh ta là một trong 10 đệ tử hàng đầu của núi Côn Luân, có thể thấy rằng Tàng sư huynh vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tàng sư huynh, không ngờ việc Tần Lâm và Triệu Vô Cực đánh nhau lại làm kinh động đến Tàng sư huynh. Tàng Thiên Sương. Tàng Thiên Sương có vóc người gầy gò, khuôn mặt hiền lành, nhưng lại không có ai dám đánh giá thấp anh ta là một trong những đệ tử mà Diệp Toàn Cơ đắc ý nhất. Thực lực của Tàng Thiên Sương là không thể nghi ngờ, hơn nữa anh ta cũng đã gần 30 tuổi, là đệ tử chân truyền dưới trướng của Diệp Toàn Cơ cũng gần 20 năm rồi. Có thể nói Tàng Thiên Sương này chính là tác phẩm đáng tự hào nhất của Diệp Toàn Cơ, và cũng là đệ tử chân truyền của ông ta, Diệp Toàn Cơ đã đích thân dạy dỗ anh ta từ nhỏ đến lớn, so với những đồ đệ khác thì hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa bản thân Tàng Thiên Sương cũng rất cạnh tranh, nghe nói anh ta đã khai thông kinh mạch thứ 8 rồi. Đúng là tuyệt thế cao thủ, người bình thường thì ai dám khiêu khích cơ chứ? Cao thủ bát mạch quả thực rất hiếm. Vậy điều gì đã làm cho Tàng Thiên Sương phải ra tay, đây mới chính là lý do khiến mọi người kinh ngạc. Đã lâu rồi bọn họ không được thấy Tàng sư huynh ra tay, lần này để cứu Triệu Vô Cực, thật sự đã khiến cho mọi người sửng sốt. Hơn nữa khi vừa mới ra tay, anh ta đã làm cho Tần Lâm và Triệu Vô Cực tách nhau ra, điều này cho thấy sức mạnh của anh ta vô cùng đáng sợ. Tần Lâm cũng cảm thấy khá sốc, tên này dường như có gì đó không tầm thường, trông có vẻ rất hiền, thân hình gầy gò, một cơn gió cũng có thể thổi bay anh ta, nhưng thực lực của anh ta lại khiến cho người ta nhìn bằng một con mắt khác. Từ sự kinh ngạc của tất cả mọi người cũng đủ để thấy được sức mạnh của Tàng Thiên Sương đáng sợ như thế nào. Ánh mắt của Tàng Thiên Sương hết sức lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Tần Lâm, hệt như mắt của chim ưng vậy, làm cho người ta cảm giác như có áp lực đè lên người. Nhưng Tần Lâm lại không hề sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau, tỏa ra chiến ý quyết liệt. Khi nhìn thấy Tàng sư huynh xuất hiện, Triệu Vô Cực dường như đã cảm nhận được đây chính là cọng cỏ cứu mạng của anh ta, sắc mặt Triệu Vô Cực chợt sáng lên, nếu Tàng sư huynh không xuất hiện thì hôm nay anh ta sẽ toi mất, có khi Tần Lâm sẽ giết chết anh ta thật cũng nên. Tàng sư huynh nhất định phải trả thù cho đệ, tên này quá hung hãn, hơn nữa còn không thèm coi nhà họ Diệp ra gì. Ngay cả sư phụ mà hắn cũng coi thường. Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mày dữ tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Lâm. Câm miệng, thực lực không bằng người khác mà còn ở đây nói cái gì nữa. Tàng Thiên Sương nói một cách thờ ơ, Triệu Vô Cực như bị xối một gáo nước lạnh vào người, sắc mặt xa sầm. Tàng sư huynh vẫn luôn không màng thế sự, cũng không thích tham gia vào cuộc tranh đấu giữa bọn họ. Nhưng sự xuất hiện của anh ta hôm nay thực sự khiến cho Triệu Vô Cực lấy làm ngạc nhiên. May mắn là còn có Tàng sư huynh, tuy mối quan hệ giữa bọn họ không mấy tốt, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, cả hai đều là đệ tử của Diệp Toàn Cơ, đương nhiên tình nghĩa cũng không thể tách rời. Xem tôi phải nhớ mặt một vài người nhà họ Diệp rồi đây. Tần Lâm mỉm cười, nhưng lúc này sắc mặt của Tàng Thiên Sương dần đanh lại. Đối với Tàng Thiên Sương mà nói, dù sao thực lực của anh ta cũng vượt trội hơn nhiều so với Tần Lâm, đương nhiên anh ta cũng không muốn đấu với anh, bởi vì Tần Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng bây giờ tên này lại ngông cuồng như vậy,
còn dám khiêu khích cả mình nữa sao? Xem ra uy nghiêm của anh ta trên núi Côn Luân đã bị thách thức đến cực điểm rồi đây. Thằng nhóc, cậu không biết Tàng sư huynh là ai sao? Còn dám nói chuyện với Tàng sư huynh như thế, tôi thấy cậu muốn chết rồi đó. Đúng vậy, Tàng sư huynh không phải là để so sánh với cậu đâu, cậu còn muốn đánh với Tàng sư huynh sao? Hừ hừ, đúng là không biết nể mặt ai cả. Tàng sư huynh, cậu ta quá ngông cuồng rồi, không thèm coi ai ra gì, huynh cũng thấy rồi đó, ngay cả Triệu Vô Cực sư huynh cũng bị cậu ta đánh. Vừa vào núi Côn Luân đã kiêu ngạo như vậy, thế thì sau này còn coi ai ra gì đây? Không phải cậu ta ngạo mạn là do ỷ vào mình là đồ đệ của đại sư bá đấy chứ? Những người đứng sau Triệu Vô Cực nói như xối nước, bọn họ muốn chiến đấu bằng lời nói với Tần Lâm, dù gì Tàng Thiên Sương cũng đến rồi, bọn họ đã có được chỗ dựa. Nếu như nói Triệu Vô Cực là thủ lĩnh của bọn họ thì Tàng Thiên Sương chính là trụ cột, dưới sư phụ thì chỉ có Tàng Thiên Sương mới là sự tồn tại đáng gờm. Vậy mà lúc này còn dám khinh thường Tàng sư huynh sao? Triệu Vô Cực thầm chế nhạo, mặc dù anh ta cũng không ngờ vì sao Tàng sư huynh lại xuất hiện vào lúc này, nhưng nếu Tàng sư huynh đã ở đây thì anh ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Thực lực của Tàng sư huynh chắc chắn không thể so sánh với Tần Lâm được. Cậu là người đầu tiên dám nói với tôi kiểu đó đấy. Tàng Thiên Sương nhìn sang Tần Lâm với ánh mắt lạnh lẽo, ở trên núi Côn Luân, Tàng Thiên Sương vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân và tuân thủ nghiêm ngặt mọi việc, bởi vì một lòng chuyên tâm luyện võ nên anh ta cũng không có ý định quan tâm đến việc của bọn Triệu Vô Cực, và đương nhiên Triệu Vô Cực cũng lấy Tàng Thiên Sương làm hình mẫu cho riêng mình. Mặc dù Tàng Thiên Sương không hoành hành ngang ngược, thế nhưng tên tuổi của anh ta vẫn được biết đến rộng rãi ở núi Côn Luân. Với thân phận là đệ tử yêu quý của nhị sư thúc, thì có ai mà không biết được đây? Vậy thì sao? Tần Lâm nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ không quan tâm. Tàng Thiên Sương này quả thực rất mạnh, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chuyện này vốn là do đám người Triệu Vô Cực khiêu khích trước, cho nên Tần Lâm mới không sợ. Lâm Trung Nghĩa có chút kinh sợ, Tần Lâm này quá điên cuồng rồi, nghe con không biết sợ cọp. Điều quan trọng nhất là Tàng Thiên Sương này không hề dễ dây vào. Tần Lâm căn bản không phải là đối thủ của anh ta, nếu như đối phương ra tay thì còn chưa biết Tần Lâm sống chết thế nào. Tất cả đệ tử dưới trướng của các đại sư huynh đều dùng mình, không ai dám nói lời nào, dù gì bọn họ cũng đã từng nghe đến tên của Tàng Thiên Sương, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dám động tới. Tần sư đệ, xin lỗi Tàng sư huynh mau, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm về việc này. Lâm Trung Nghĩa nhỏ giọng nói, anh ta sợ Tàng Thiên Sương sẽ ra tay đột ngột. Xin lỗi, dựa vào gì chứ, tại sao phải xin lỗi anh ta? Đệ không sai, nhị sư bá không quản kỹ đệ tử nên bọn họ đến gây sự với đệ, muốn đệ xin lỗi anh ta ư. Ha ha ha, thật là ảo tưởng. Tần Lâm cười phá lên. Cho dù có ở đâu thì vẫn không thoát được chữ, lý, đệ không tin Lâm sư huynh là người không nói đạo lý như vậy nhỉ. Sư đệ của huynh năm lần bảy lượt gây chuyện với đệ, bây giờ đánh không lại người ta thì nói là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Chiều này để có sách xếp cũng theo không kịp đấy. Tàng sư huynh, huynh nghe cậu ta ăn nói bậy bạ kìa, tên này đúng là ức hiếp người quá đáng, vừa vào Côn Luân đã không coi bọn đệ ra gì, bây giờ đến cả Tàng sư huynh cũng thế, chúng ta không thể để cậu ta tiếp tục ở lại đây được. Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Chuyện này quả thật đều là do hai bên mà ra, Tần Lâm vừa mới vào Côn Luân, không hiểu hết được một số quy tắc nên mới đắc tội đến mọi người, Lâm Trung Nghĩa đệ cũng có trách nhiệm. Tàng sư huynh, xin huynh lượng thứ cho lỗi lầm của Tần Lâm. Lâm Trung Nghĩa cười nói, sau đó vội vàng xin lỗi Tàng Thiên Sương. Tại sao phải xin lỗi? Đệ không muốn nói gì cả, cùng lắm thì đánh một trận, xem thử ai mới là kẻ nhát gan. Tần Lâm cười nói. Lời của Tần Lâm dường như đã vượt quá dự liệu của mọi người, tên này chẳng những không biết ăn năn hối cải mà còn muốn đấu với Tàng sư huynh ư. Chẳng phải là đang muốn tìm đến cái chết sao? Ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, Tần Lâm quá kiêu ngạo rồi, đánh bại Nhiếp Vân Hải, làm Triệu Vô Cực trọng thương, bây giờ lại còn muốn đánh với Tàng Thiên Sương ư, đây chẳng phải là mỡ dâng miệng mèo hay sao? Tàng Thiên Sương hoàn toàn không giống hai kẻ đó. Lời của Tần Lâm lập tức khiến cho sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, kiêu ngạo như vậy, bộ thật sự coi mình là đồ đệ quý của Đại Sư Bá hay sao? Tần Lâm không hề để ý đến lời của Lâm Trung Nghĩa. Điều này khiến cho Lâm Trung Nghĩa cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa còn có chút tức giận,
nhưng vì thể diện nên anh ta không thể lật mặt được, quan trọng hơn hết là phải giải quyết được rắc rối của ngày hôm nay trước đã. Lâm Trung Nghĩa là người rộng lượng hào hiệp, cho nên anh ta rất được đại sư bá xem trọng, mặc dù thay thầy dạy đồ đệ nhưng vẫn rất bao dung với Tần Lâm, vậy mà Tần Lâm lại không biết điều, thật đúng là làm cho Lâm Trung Nghĩa cảm thấy lo lắng. Tên nhóc cậu sao lại không biết nhún nhường như vậy, đệ căn bản không phải là đối thủ của Tàng sư huynh, người ta đã không thèm ra tay với đệ rồi, sao đệ cứ phải lên mặt như vậy? Lâm Trung Nghĩa đè vai Tần Lâm xuống, trừng mắt thì thầm với anh. Tần Lâm đành bất lực nhún vai, đệ cũng không muốn đâu, dù gì thì bọn họ cũng ép người quá đáng, đệ tuyệt đối cũng không thể ngồi chờ chết, bất kể là ai, ngay cả Diêm Vương cũng không làm được. Lâm Trung Nghĩa không dám nói nữa, đám sư đệ phía sau lại càng im ắng hơn, mặc dù Tần Lâm rất hung hăng, nhưng khi so với một người lão luyện như Tàng Thiên Sương thì có chút không xứng cho lắm. Mọi người đều biết Tàng Thiên Sương mạnh mẽ thế nào, bọn họ vốn tưởng lần này Tần Lâm sẽ cúi đầu, nhưng không ngờ bọn họ đã coi thường anh rồi, tên này đúng là một thằng nhóc trẻ trâu, nghé con không biết sợ cọp. Xem ra là cậu muốn đánh với tôi à? Tàng Thiên Sương mỉm cười nhưng không tức giận, ánh mắt quét qua Tần Lâm một lượt như muốn nhìn thấu anh, rốt cuộc là ai đã cho tên này được dũng khí như vậy? Không biết trời cao đất dày là gì, Tàng sư huynh, loại người này huynh phải cho cậu ta một trận mới được. Triệu Vô Cực nói chêm vào, Tàng sư huynh nhất định phải ra tay. Nếu không thì chẳng lẽ bọn họ bị đánh đập vô ích à? Tần Lâm không phải là người dễ dây vào, nếu như lần này không thể hoàn toàn đánh gục được anh thì sau này bọn họ khó mà ngóc đầu lên được, nhà họ Diệp cũng sẽ trở thành đối tượng bị mọi người dè bỉu. Lúc này Triệu Vô Cực không hề muốn Tần Lâm bị đuổi đi, nhưng khi anh ta ra tay thì lại bị người ta đánh cho bầm dập, đây là điều mà anh ta không cam tâm. Cũng may có Tàng sư huynh ở đây. Hơn nữa tên Tần Lâm này cũng không biết mình đang ở trong tình huống như thế nào, vậy mà còn dám thách đấu với Tàng sư huynh ư. Cậu là nhất rồi đấy. Tàng sư huynh, huynh đừng chấp nhặt Tần Lâm, cậu ấy chỉ vừa mới vào mà thôi, còn rất nhiều quy tắc chưa hiểu, sau này đệ nhất định sẽ dạy cậu ấy cho thật tốt. Lâm Trung Nghĩa hạ thấp tư thế, từ đầu đến cuối anh ta không hề muốn để Tần Lâm đánh với Tàng Thiên Sương. Tôi đã nghĩ đến việc cho cậu ta một cơ hội. Nhưng cậu ta lại không biết trọng dụng điều đó, chuyện này cũng không phải lỗi của tôi. Vốn sợ người khác nói ỷ lớn hiếp bé, nhưng bây giờ xem ra cậu ta kiêu ngạo như vậy, thế cậu nói xem tôi phải làm thế nào đây? Hay là để tôi xin lỗi cậu ta nhé? Tàng Thiên Sương cười nói. Lâm Trung Nghĩa lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cũng được, anh xin lỗi tôi đi, Tàng sư huynh, tôi cũng sẽ không tính toán với nhà họ Diệp nữa, nếu không thì hôm nay chúng ta phải giải quyết cho ổn thỏa. Là đúng hay sai thì anh cứ hỏi Triệu Vô Cực kia đi. Tần Lâm lạnh lùng rút kiếm ra, không chút sợ hãi. Lâm Trung Nghĩa, huynh đừng có tỏ ra đạo đức giả nữa, huynh xem người ta còn không thèm nể mặt kìa, ha ha ha. Triệu Vô Cực cười nói. Vốn là tôi muốn giúp lý không giúp thân, nhưng hiện tại xem ra tôi đã đổi ý rồi, nên là giúp thân không giúp lý mới đúng. Ánh mắt Tàng Thiên Sương sắc như dao, chĩa vào Tần Lâm, chiến ý dâng trào. Tần Lâm cười nói, ra tay thì ra tay đi, cần gì làm bộ làm tịch. Tàng Thiên Sương lạnh lùng nói, được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, khiến cậu thua đến tâm phục khẩu phục, bắt cậu cút khỏi núi Côn Luân, mãi mãi không được quay lại, cậu không có tư cách tu luyện ở Côn Luân của tôi, tên ngông cuồng như cậu vĩnh viễn sẽ không đạt được thành tựu gì đâu. Ai ngông cuồng, phiền anh nghĩ kỹ lại hộ tôi cái. Nếu đã vậy tôi cũng muốn lĩnh giáo xem chiêu thức cao cấp của Tàng sư huynh có mạnh đến mức nào, mời anh thể hiện hết. Tần Lâm bước lên một bước, bày sẵn tư thế chiến đấu. Tàng Thiên Sương cũng chuẩn bị xong rồi, hai người nhìn thẳng nhau, ánh mắt đan xen, trận đấu kịch liệt ở ngay trước mắt, lần này không thể tránh được nữa rồi. Lâm Trung Nghĩa sốt ruột đến mức mặt tái xanh, nhưng anh ta cũng không làm được gì, nói thì chậm nhưng làm lại nhanh, chưa gì hai người đã lao vào nhau. Trọng quyền đan xen. Phải làm thế nào đây Lâm sư huynh, Tần sư đệ không phải là đối thủ của Tàng sư huynh đâu. Còn làm thế nào nữa, hai, chỉ có thể cố gắng mà đấu thôi, mặc dù Tần sư đệ rất mạnh nhưng phải xem đối thủ là ai đã, Tàng sư huynh kia là học trò yêu quý của nhị sư thúc, anh ta còn lâu mới sợ Tần sư đệ, trận chiến này chắc Tần sư đệ thua thiệt rồi. Nói thua thiệt là còn nhẹ đấy, chắc đệ ấy xong đời rồi. Hai, tuổi trẻ ngông cuồng, Tần sư đệ còn trẻ quá. Tiền đồ tốt đẹp, thiên phú hơn người,
như vậy thì lãng phí quá, thực sự quá đáng tiếc mà. Các sư huynh đều bất lực lắc đầu, Lâm Trung Nghĩa cũng không làm được gì, bây giờ anh ta không thể ngăn cản trận đấu giữa Tần Lâm và Tàng Thiên Sương rồi. Nhìn thấy vẻ đắc ý của Triệu Vô Cực, Lâm Trung Nghĩa tức mà không làm được gì. Có điều Triệu Vô Cực có sư huynh giúp đỡ, bọn họ thì chẳng có cách nào để giúp Tần Lâm, dù sao dây phải người ta thì phải trả một cái giá rất lớn. Tần Lâm vốn có thể chọn cách nhún nhường, nhưng anh lại đi khiêu khích người ta, mà người anh khiêu khích lại là Tàng Thiên Sương, kẻ này chính là ông vua đích thực, thiên tài anh tuấn hiếm có khó tìm. Thực lực của Tàng Thiên Sương quá rõ ràng, không ai có thể coi thường thực lực của anh ta. Lâm Trung Nghĩa tự biết mình không địch lại nên chỉ có thể ở bên xem kịch. Trong mắt Tần Lâm tràn ngập ý chí chiến đấu, thực lực của Tàng Thiên Sương vô cùng mạnh, nó đã khơi dậy năng lực chiến đấu của Tần Lâm, cho dù là Nhiếp Vân Hải hay Triệu Vô Cực thì đều không thể khơi dậy được ý chí chiến đấu của Tần Lâm. Tên Triệu Vô Cực này làm bại tướng dưới tay anh, có điều Tàng Thiên Sương đã đột phá thất mạch, đạt đến thực lực của cao thủ bát mạch, nhưng anh ta cũng chỉ vừa mới đột phá bát mạch mà thôi. Điều này Tần Lâm hiểu rất rõ, cao thủ bát mạch đột phá được mấy chục năm với người mới đột phá có thực lực khác biệt rõ rệt. Vậy nên Tần Lâm mới có ý đấu với anh ta, mới muốn thử xem sức chiến đấu của mình rốt cuộc mạnh đến đâu, cho dù có thua, anh vẫn tự tin mình có thể bình an thoát thân, nhưng nếu ngay cả mong muốn thử sức cũng không có thì bản lĩnh của mình có tác dụng gì chứ. Tàng Thiên Sương vừa ra tay liền tạo áp lực cực lớn cho Tần Lâm, cao thủ bát mạch là sự tồn tại cực kỳ mạnh trong thế tục. Thậm chí có thể đạt đến đỉnh cao, thực lực của người này mạnh gần tương đương Long Phù Đồ xếp thứ nhất bảng rồng, có điều như Tần Lâm thấy, anh ta vẫn có khoảng cách nhất định so với Long Phù Đồ. Với thực lực của Long Phù Đồ, anh không tự tin rằng mình có thể đánh bại được ông ấy, không đột phá được bát mạch thì nhất định sẽ trở thành bao cát bị người ta tẩn cho một trận. Lúc trước khi ở cung điện băng Côn Luân, thực lực mà Long Phù Đồ thể hiện đã khiến Tần Lâm vô cùng kinh ngạc, ông ấy là cao thủ hạng một bảng rồng. Sự tồn tại nằm ở đỉnh cao của Hoa Hạ, thực lực của ông chắc chắn không phải hư danh. Tuy nhiên Tàng Thiên Sương hôm nay có thực lực rất gần với Long Phù Đồ, vậy nên Tần Lâm mới cực kỳ cẩn thận, không dám sơ suất, hai người giao đấu như sấm vang chớp giật. Nếu như không nhờ có khí công Côn Luân để mở rộng kinh mạch của bản thân, Tần Lâm biết chắc mình không thể nào đánh được với Tàng Thiên Sương, bởi vì kết hợp được khí công Côn Luân và tam phong luyện khí thiên nên kinh mạch của anh mới thông thuận. Mới mở rộng được kha khá như vậy, thế nên anh mới có tự tin để tham gia trận đấu này. Hai người giao chiến vô cùng hung mãnh, hơn nữa cũng rất kích thích. Tần Lâm sử dụng hết bản lĩnh của mình, toàn lực chiến đấu, sáp lá cả Tàng Thiên Sương, trông vô cùng thu hút, khiến người xem nhìn mà hoa cả mắt. Tần Lâm gặp mạnh sẽ mạnh, anh đã thể hiện thực lực khiến người ta phải kinh sợ, ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng mặt mày nghiêm trọng, vốn ban đầu còn lo âu, nhưng bây giờ nét mặt đã chuyển sang mong đợi. Sự kiêu ngạo của Tần Lâm là có lý do của nó, Lâm Trung Nghĩa bây giờ mới biết Tần Lâm không hề ngông cuồng mà anh thực sự có bản lĩnh làm như vậy, nhưng chung quy anh mới chỉ là cao thủ thất mạch mà thôi, đánh với Tàng Thiên Sương, cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng dễ thua khó thắng. Chặng đường để vượt qua mỗi mạch đều rất khó khăn, khoảng cách giữa mỗi mạch đều rất lớn. Trong thời gian giao chiến ngắn ngủi còn chưa nhìn ra được gì, nhưng khi trận chiến thực sự kéo dài, đả thông được càng nhiều kinh mạch thì tốn càng ít sức lực, bởi vì kinh khí trong kinh mạch càng thông thuận, cũng càng ung dung, kinh khí trữ trong cơ thể cũng càng mạnh, đây mới là lợi ích của đả thông kinh mạch. Tần Lâm liên tục giao chiến hơn 10 chiêu với Tàng Thiên Sương, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Tàng Thiên Sương không hổ là đệ tử chân truyền của Diệp Toàn Cơ, chiêu thức và tốc độ hoàn toàn xứng với thực lực và thân phận của anh ta, một cao thủ bát mạch, sức mạnh vô song, sấm rền gió cuốn. Tần Lâm có thực lực tương đương với Tàng Thiên Sương, đây cũng là điều anh ta không ngờ được, Tần Lâm mới chỉ là cao thủ thất mạch, điều này sau khi giao chiến anh ta liền cảm nhận được. Hơn nữa đả thông được càng nhiều kinh mạch thì cơ thể càng ngày càng nhẹ nhàng, cơ bắp xương cốt đều có thể tùy ý điều khiển, thực lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng Tần Lâm đã hoàn toàn phá bỏ được bức tường này, lòng Tàng Thiên Sương càng thêm khiếp sợ, tên Tần Lâm này có thể đấu với anh ta hơn 20 chiêu mà không hề rơi vào thế yếu. Hai người vẫn tiếp tục giằng co. Cho dù sợ hãi nhưng tâm anh ta vẫn không hề loạn, dù sao cũng là cao thủ bát mạch, anh ta vẫn tự tin rằng Tần Lâm không thể nào đánh bại được mình. Tàng sư huynh, cố lên! Đám Triệu Vô Cực gieo hò, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hai người này dây dưa càng lâu thì càng khiến Tàng Thiên Sương bất an, anh ta là ai cơ chứ? Tần Lâm là ai?
hai người không thể so sánh với nhau được. Một tên nhãi mới vào Côn Luân mà có thể đánh ngang tay với Tàng Thiên Sương như vậy đúng là một chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng tính một đằng lại ra một nẻo, kinh mạch của Tần Lâm rộng gấp hai lần người thường, điều này đều là nhờ công của hai phương pháp luyện khí. Hơn nữa hai phương pháp luyện khí này không hề trái ngược nhau mà còn giúp mở rộng được kinh mạch của Tần Lâm, điều này đã thể hiện được thực lực của anh. Nếu như là Tần Lâm của hôm qua, anh biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Tàng Thiên Sương. Khí công Côn Luân không chỉ giúp anh mạnh thêm, mà còn giúp anh mạnh lên vào đúng lúc cần thiết, khiến thực lực của anh có những bước tiến dài. Mãi mà không đánh hạ được Tần Lâm, Tàng Thiên Sương càng ngày càng cuống, bắt đầu tấn công mãnh liệt một đợt mới. Tần Lâm thấy chiêu nào liền phá chiêu nấy, hai người dần rơi vào trạng thái giằng co. Nhưng đúng lúc này, khi Tàng Thiên Sương chuẩn bị dùng sức tóm lấy Tần Lâm, bỗng một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông vào giữa hai người. Cho dù là Tần Lâm hay là Tàng Thiên Sương thì đều mặt mày biến sắc, kịp thời thu tay không đánh nữa, nếu như đánh tiếp thì cô gái đứng giữa sẽ chịu đủ. Tiểu sư muội, sắc mặt Tàng Thiên Sương trầm xuống, anh ta trầm giọng nói. Người đến không phải ai khác mà là người lúc trước Tần Lâm gặp ở Sơn Môn, Diệp Như Tuyết. Là cô ấy. Tần Lâm nhìn Diệp Như Tuyết lại nhìn Tần Lâm, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Diệp Như Tuyết khổ sở mà nói. Tàng sư huynh, Tần Lâm vừa mới đến đây, sư huynh đừng có làm khó anh ấy. Triệu sư huynh liên tục bắt nạt người khác, nói trắng ra là tại muội chứ gì, vậy nên muội không muốn nhìn thấy hai người ra tay đánh nhau. Điều này chỉ gây bất lợi cho Côn Luân chúng ta thôi. Hở. Tàng Thiên Sương híp mắt, nhìn Triệu Vô Cực, có điều lúc này cho dù có nổi giận cũng không thể trút giận lên đầu tiểu sư muội được, có cô ở đây trận chiến này không thể tiếp tục. Tiểu sư muội, em. Triệu Vô Cực không ngờ lúc này tiểu sư muội lại đến, lúc trước ở Sơn Môn cũng là sư muội ra tay ngăn cản, tên kia dám trêu chọc cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn cầu xin cho Tần Lâm. Diệp Như Tuyết tủi thân nhìn Tàng Thiên Sương. Chuyện này vì em mà ra, Triệu sư huynh, mấy người mau về đi, muốn xin lỗi thì em xin lỗi mấy người là được chứ gì. Tàng sư huynh, anh thấy thế nào? Tàng Thiên Sương nhíu mày, đây là con gái của sư phụ, cho dù anh có tức giận hơn nữa thì cũng không thể đổ lên đầu cô được, hơn nữa tiểu sư muội là thanh mai trúc mã của anh, là tiểu sư muội mà các sư huynh sư đệ vô cùng yêu thương, là viên ngọc quý trong tay sư phụ. Mặc dù Tàng Thiên Sương không khéo ăn nói nhưng chí ít anh ta cũng có tình cảm với tiểu sư muội. Tàng Thiên Sương gật đầu. Được. Sau này đánh tiếp, giữa tôi và cậu vẫn phải tái chiến. Nói xong, Tàng Thiên Sương liền quay người rời đi, không dây dưa với Tần Lâm nữa. Bởi vì Tàng Thiên Sương vốn này người không thích xuất đầu lộ diện, anh thích im lặng tu thân dưỡng tính hơn, tính tọa luyện công, thực lực mới là chân lý. Chỉ khi mình không ngừng mạnh thêm thì mới được người khác tôn trọng, mới có thể khiến người khác khó có thể bị kịp. Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, dù không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì. Dù sao cũng phải nể tiểu sư muội, ngay cả Tàng sư huynh cũng chọn từ bỏ rồi. Yên tâm, tôi nhất định chờ anh. Tần Lâm cười nói, anh cũng khá say mê chiến đấu, có điều nếu Tàng Thiên Sương này lựa chọn lui bước thì anh cũng không cần đuổi tới cùng nữa. Bây giờ sắc mặt của đám Triệu Vô Cực còn đen hơn nít nồi, bọn chúng chỉ có thể cụp đuôi rời đi. Anh đã kiểm chứng được thực lực của mình, biết sau khi nới rộng kinh mạch, thực lực tăng nhiều đến vậy, bây giờ anh vô cùng mong đợi đến cảnh mình đột phá bát mạch không biết sẽ mạnh đến đâu. Nếu như phải sống mái một trận với Tàng Thiên Sương anh cũng không sợ, nhưng dù sao vừa mới vào Côn Luân, vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu như không khiêm tốn thì anh đã giết thẳng Tàng Thiên Sương cho xong việc rồi. Đương nhiên khiêm tốn của Tần Lâm khác hoàn toàn với định nghĩa khiêm tốn trong mắt Lâm Trung Nghĩa. Ở trước mặt các sư huynh và Lâm Trung Nghĩa, Tần Lâm suýt nữa đã cưỡi lên đầu lên cổ người ta, mặc dù Tần Lâm cũng rất bị động nhưng anh sẽ không cúi đầu. Cúi đầu, còn lâu đi. Tần Lâm nở nụ cười sán lạn, nhìn Diệp Như Tuyết, con bé này khi nhìn anh mặt mày đầy vẻ tội lỗi. Xin lỗi tiểu sư đệ, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, hai, may mà anh không bị thương. Nếu không chắc tôi ân hận suốt đời mất. Diệp Như Tuyết lè lưỡi, trông hoạt bát đáng yêu, lúc trước khi ở Sơn Môn, Triệu Vô Cực làm khó Tần Lâm, nên Diệp Như Tuyết biết được mục đích của Triệu Vô Cực, nhưng Tần Lâm chung quy vẫn vô tội. Tần Lâm nhún vai. Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, dù sao tôi cũng chưa bị thiệt. Mặt Tần Lâm đầy vẻ ngạo nghễ. Tôi lớn tuổi hơn cô phải gọi tôi là sư huynh mới đúng.
Diệp Như Tuyết bĩu môi nói. Anh lớn chỗ nào, sao tôi không thấy? Sau khi nói xong câu này, đám Lâm Trung Nghĩa đều sững sờ, tiểu sư muội tinh quái sao lại nói ra câu khiến người ta phải suy nghĩ vậy? Tần Lâm mặt mày hớn hở, cười lớn hỏi. Tôi lớn chỗ nào, chẳng nhẽ cô không biết? Ha ha ha! Tất cả mọi người nhìn cô, khiến cô vô cùng xấu hổ. Á, mấy người nhìn gì vậy? Nhớ tôi là sư tỷ, Tần Lâm, sau tôi sẽ đến tìm anh sau. Diệp Như Tuyết mặt mày thẹn thùng đỏ bừng chạy đi. Lâm Trung Nghĩa không khỏi giơ ngón cái với Tần Lâm. Con gái của nhị sư thúc mà đệ cũng dám trêu, Tần sư đệ ngầu ghê. Tần Lâm sững sờ, nà ní. Diệp Như Tuyết là con gái của Diệp Toàn Cơ. Anh hơi không tin nổi, nhưng sự thật đã vậy, mặc dù anh cũng không muốn tin. Đúng là trời trêu người, nhị sư bá muốn dồn mình vào chỗ chết nhưng mình lại được con gái ông ta cứu. Huynh đoán tiểu sư muội chắc là thích Tần sư đệ đấy. Cũng khó nói lắm, nếu là huynh, huynh cũng thích Tần sư đệ, vừa đẹp trai vừa lợi hại, thiên phú hơn người, có cô gái nào lại không thích chứ? Ha ha ha, đúng đúng đúng, có vẻ như Tần sư đệ sau này có phúc phết nhỉ. Mấy người đừng có nói nhảm, cẩn thận tai vách mạch rừng, tiểu sư muội là tiểu sư muội của chúng ta, không ít người thích muội ấy, âm thầm ái mộ muội ấy, nhỡ may ai cố ý thì Tần sư đệ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người đấy. Các huynh đệ cười nói, Tần Lâm cũng cười toét miệng. Tần Lâm tỏ vẻ ung dung, lơ đễnh. Mấy huynh đừng nói bậy nói bạ, các sư huynh, đệ không dám đâu, đệ không muốn trở thành đối tượng công kích của mọi người đâu. Cẩn thận hỏa từ miệng mà ra đấy. Lâm Trung Nghĩa nói nhỏ. Lần này coi như đệ thoát được một kiếp, có điều tên Tàng Thiên Sương đó không phải loại dễ đối phó, nếu như không có tiểu sư muội, e rằng hôm nay đệ cũng khó thoát nạn. Lâm Trung Nghĩa tận tình khuyên nhủ. Tần sư đệ, có lúc chúng ta phải ứng xử theo thời thế, không thể lúc nào cũng làm theo ý mình được, đệ vừa mới vào Côn Luân mà có quá nhiều kẻ địch, như vậy không tốt cho đệ đâu. Tần Lâm nhún vai cười nói. Đệ biết rồi Lâm sư huynh, đệ chẳng qua cũng chỉ bị người ta ép thôi mà, hai. Lâm Trung Nghĩa phất tay nói. Cũng không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, vào ngày chẵn thứ hai. Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật là ngày chúng ta tập hợp tu luyện, ngày mai có thể tự do tu luyện, đừng đến lưng núi phía sau nhé, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, trước đây có mấy sư huynh rơi xuống vực, nơi đó sâu không thấy đáy, là tàn tích của thời đại sông băng còn lưu lại, một khi rơi xuống thì có là thần tiên cũng không cứu nổi. Tần Lâm gật đầu, sau đó quay về nơi ở của mình. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lâm không nhẫn nại được, bởi vì cánh tay của anh đã bị thương. Nếu như đi đến lưng núi phía sau tìm thảo dược nhất định có thể hồi phục nhanh chóng. Chỉ có chỗ đó mới có khu rừng thảo mộc nguyên sinh, cũng được coi là phong cảnh khác lạ trên núi tuyết lớn này. Khí hậu của sông băng Côn Luân vô cùng lạnh, nhưng có thể là vì băng qua một dãy núi nên có phong cảnh khác biệt thế này, lưng núi phía sau cũng vậy, nếu không cánh rừng nguyên sinh kia đã không sống nổi. Tần Lâm cẩn thận đi đến lưng núi phía sau. Khi anh vượt qua đỉnh núi mới nhìn thấy phong cảnh của đằng sau lưng núi, tầm mắt vô tận, chắc dãy núi này phải trải dài 2 đến 3 chục dặm, nhất định vô cùng hiếm có. Nhiệt độ của nơi này chắc phải chênh hơn 10 độ so với nơi Tần Lâm sống. Có điều đúng như lời Lâm Trung Nghĩa nói, nơi này vô cùng hiểm trở, hơn nữa khoảng cách giữa hai dãy núi khá xa, phía dưới đến là vực sâu không đáy, khe hở giữa sông băng, người bình thường chắc chắn không đi qua được. Cho dù có là đệ tử Côn Luân thì cũng khó có thể vượt qua được khe hở sông băng Côn Luân dài mấy chục mét. Cánh rừng rậm rạp ở phía xa, xanh biếc trải dài, dù nhiệt độ ấm áp hơn chút, nhưng phía dưới vẫn rất lạnh, tuyết động bao trùm. Xung quanh trừ tiếng gió rét, dường như chẳng có âm thanh gì, gió lớn thổi vi vu, tuyết bay phập phồng trong gió. Tần Lâm cẩn thận đi qua núi xa, nhỡ may xảy ra tuyết lở thì chắc rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Tần Lâm cố gắng bình tĩnh. Vách núi gần trăm thước, anh nhất định phải nhảy qua, nếu không thì không thể đến được lưng núi phía sau được. Tần Lâm hít sâu một hơi, lấy đà nhảy qua, bay vọt qua thung lũng hùng vĩ. Tuyết dồn thành đống ở phía xa, xung quanh cây cối tùm, tất cả đều là cây cổ thụ cao cả chục mét, thậm chí đến cả trăm mét, mấy bụi gai xung quanh dường như đều bị tuyết che phủ. Bầu trời quang đãng, yên tĩnh không tiếng động, không có chim, cũng không có tiếng thú rừng giống. Ánh mắt của Tần Lâm vô cùng bình tĩnh, anh nhìn xung quanh, chỉ có một ít cây cối lộ ra bên ngoài,
xem ra muốn hái thuốc không dễ dàng như anh tưởng tượng. Cả một mảng tuyết trắng xóa, màu xanh và màu trắng đan xen lẫn nhau, Tần Lâm chậm chậm bước vào trong, bắt đầu tìm thảo dược. Cánh rừng này cây cối vô cùng lớn, hơn nữa xung quanh toàn mấy cây cổ thụ tán lá rậm rạp, có một số cây Tần Lâm chưa thấy bao giờ, trông giống tùng bách nhưng vẫn có điểm khác biệt, có thể sinh sống ở nơi cực lạnh thế này cũng không dễ dàng. Ánh mắt của Tần Lâm quét qua nơi xa xa trong rừng rậm, nơi đó gió tuyết không lớn, có vẻ như là chỗ tốt, xung quanh cũng không gian khổ như tưởng tượng. Càng vào sâu trong rừng thẳm, tuyết càng giảm, dù sao trong rừng già cho dù gió tuyết có lớn đến mấy thì cây cối cũng che chắn hết. Tần Lâm cẩn thận đi vào cánh rừng, nhưng anh tìm rất lâu mà không phát hiện được loại thảo dược nào, nơi đây trông có vẻ cằn cỗi, về lý mà nói thì chắc thảo dược không thể mọc được. Nơi này là rừng sâu núi thẳm, xem ra có một số loại thảo dược không thể sinh trưởng ở đây. Tần Lâm lầm bầm nói, ánh mắt đầy vẻ buồn bực, chẳng nhẽ mình lại phí công đến đây, tay không quay về sao? Không được, dù sao cũng phải tìm được một ít thảo dược, nếu không thì tốn công đến. Vết thương chết cơ thể cũng chưa khỏi nữa. Tần Lâm bắt đầu tìm tòi nơi đây, cuối cùng, đúng lúc hoàng hôn, anh đã tìm được mấy loại thảo dược chữa vết thương ngoài ra, điều này khiến Tần Lâm vô cùng vui vẻ. Chuyến đi lần này không uổng công rồi. Nhìn thấy sắc trời nhá nhem tối, Tần Lâm không định qua đêm ở chỗ này, nơi này mặc dù xung quanh cây cối rậm rạp nhưng không có chỗ ẩn nấp, không thích hợp qua đêm nghỉ ngơi. Tần Lâm vẫn định quay về, bây giờ trời đã dần tối rồi, nếu như chờ đến tối hẳn, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón, đến lúc đấy muốn về thì rất khó, dù sao nơi đây cũng là rừng sâu núi thẳm, Tần Lâm rất dễ bị lạc đường. Hơn nữa quan trọng nhất là gió tuyết ở đây quá lớn, xung quanh không có chỗ núp, tiếp tục như vậy dễ bị lạc đường, dù sao đây cũng là lần đầu anh tới đây. Sau khi Tần Lâm thu thập thảo dược xong, bèn xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này anh lại nhìn thấy một con chim tuyết này là thứ có 102 trên núi tuyết, không lớn, chỉ nặng khoảng 5 cân, nhưng lại có tác dụng chữa bệnh, hơn nữa thịt cũng vô cùng tươi ngon. Đúng là muốn cái gì được cái đó. Mắt anh sáng lên, sờ bụng một cái, anh nhìn thẳng vào chim tuyết kia, tối hôm nay có thể ăn no một bữa rồi. Tần Lâm cẩn thận lại gần, bước chân như bay, giống như mãnh hổ xuống núi, một khi để nó bay lên thì không bắt được nữa. Tần Lâm như hổ đói vồ mồi, đè con chim xuống thân với tốc độ kinh người. Tần Lâm đứng dậy, vỗ đầu chim tuyết, cười híp mắt nói. Hi hi hi, bé con, cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Trả chim tuyết lại cho tôi. Một giọng nói yêu kiều vang lên bên tai Tần Lâm, anh không khỏi nhíu mày, quay đầu cẩn thận nhìn cô gái mặc quần áo da báo kín mít phía trước mặt. Tần Lâm không quan tâm mà nói, cười khẩy một tiếng, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Cô là ai? Đây là chim tuyết tôi bắt được, dựa vào đâu mà phải đưa cho cô? Cô gái tức giận nhìn Tần Lâm mà nói. Tôi không quan tâm, mau trả chim tuyết lại cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí, tôi đuổi theo con chim tuyết này 5 tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng cũng có cơ hội bắt được nó, khi tôi chuẩn bị bắt nó anh lại ra tay, mau trả lại đây. Không thể, đây rõ ràng là do tôi bắt được, dựa vào gì mà phải đưa cho cô? Cô là ai chứ, thật nực cười, trời đất có thể làm chứng là do tôi bắt được, tự nhiên cô lại đến giành chim tuyết với tôi. Đừng có mơ, tôi đã canh nó 3 ngày 3 đêm rồi đấy. Tần Lâm khinh khỉnh nói. Con chim tuyết này rõ ràng là do anh bắt được, người cô gái này cũng quá không biết xấu hổ rồi, không nói không rằng bèn nhảy ra đòi chim tuyết của anh, vậy mà coi được sao? Tần Lâm không phải loại người dễ bị ức hiếp, huống chi chuyện này căn bản không phải lỗi của anh. Anh thật vô lý. Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Thật thú vị, rốt cuộc ai mới là người không nói lý ở đây? Cô nói con chim tuyết này là của cô sao, cô bắt được à? Bây giờ cô có cầm nó hay không? Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô gái. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh không đưa cho tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Cô gái trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tần Lâm. Mặc dù lúc này ánh chiều tà hệt như màu máu, nhưng dù gì vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, Tần Lâm nhìn kỹ thì thấy người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp. Hơn nữa dáng vẻ hung dữ cũng vô cùng đáng yêu, nhưng chỉ yêu thôi thì không có cái mà ăn, một mình anh phải chịu đói là quá đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không để cho ai có được con chim tuyết này. Sao nào, cô muốn dùng bạo lực à? Ê dô, tôi sợ lắm đấy,
ở trong rừng rậm như thế này, có khi nào cô sẽ làm gì không đứng đắn với tôi hay không? Tần Lâm tỏ ra kinh ngạc, giả bộ sợ hãi. Chắc anh đến từ núi Côn Luân đúng không? Cô gái cười khẩy. Vậy thì sao, mà không thì sao? Thế cô là ai? Đêm dài như vậy, chắc là ra để hưởng lạc hả, ha ha ha. Tần Lâm cười phá lên, cô gái lập tức nổi điên, mặt mày tím tái. Tên dâm tặc, hôm nay bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, cho dù anh có là ai thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Cô gái từ từ tiến đến, ép sát Tần Lâm, sau lưng cầm một thanh trường đao, nó rất mảnh, dài hơn một mét, xem ra vô cùng sắc bén, khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Vụt! Cô gái múa đao chĩa thẳng về phía Tần Lâm, sát ý dâng trào. Chỉ vì một con chim tuyết mà cô lại muốn giết tôi à? Này, phụ nữ như cô cũng quá hung ác rồi đó. Người xưa có câu, miệng rắn ở bụi tre xanh, kim độc của ong bắp cầy, tuy độc nhưng vẫn không bằng lòng dạ đàn bà, xem ra là đúng thật đấy nhỉ. Tần Lâm xua tay nói, vẻ mặt đầy thất vọng. Đừng nói nhảm nữa, nếu hôm nay không đưa chim tuyết cho tôi thì anh nên chuẩn bị bỏ mạng lại đây đi. Hơn nữa anh dám gạ gẫm bà đây sao, nếu tôi không cho anh nếm thử mùi đao của tôi thì anh vẫn chưa biết sợ đâu nhỉ. Cô gái đã chuẩn bị xong xuôi, lưỡi đao sắc bén khiến người ta phải kinh sợ. Tần Lâm có thể thấy được cô gái này không hề tầm thường, thanh đao trên tay cô cũng vô cùng sắc bén. Lúc này cô chỉ thẳng vào anh, sát khí dâng trào, xem ra không phải là nói đùa, hơn nữa, nếu phụ nữ trở nên vô lý thì sẽ không ngại gì cả. Khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, cô gái này thật sự đang rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chặt mình ra thành trăm nghìn khúc. Con gái mà đấm đấm giết giết là không tốt đâu, thế này đi, chim tuyết chia ra mỗi người một nửa, chắc tôi ăn cũng đủ rồi. Chẳng phải cô chỉ đang thèm con chim tuyết trong tay tôi hay sao? Phụ nữ thường thích vậy mà. Tần Lâm cười nói, hứ, chim tuyết là của tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn ăn nó, đàn ông đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cô gái giận dữ mắng mỏ. Bà cô ơi, tôi ăn chim tuyết thì chọc gì cô chứ? Tần Lâm nhíu mày, cũng hơi tức giận. Xem ra cô cứ kiên quyết dùng vũ lực nhỉ, lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương. Bớt nói lại đi, tiếp chiêu. Lúc này, cô gái hoàn toàn không cho Tần Lâm cơ hội phản bác, ngay lập tức rút trường đao xông thẳng về phía anh, sát khí đùng đùng. Tần Lâm cũng không để yên, anh dùng quyền đấm chết chim tuyết ngay lập tức. Lát nữa là sẽ có thịt chim tuyết nướng ăn rồi. Tần Lâm lấy lùi làm tiến, khi ánh mắt hai người giao nhau, cô gái ngập tràn tinh thần chiến đấu, dùng trường đao chém liên tục về phía anh, trong cơn gió tuyết, ánh đao liên tục nhấp nháy. Hai bóng người không ngừng quyện vào nhau trong gió và tuyết, Tần Lâm lấy lùi làm tiến, cây cổ thụ và bóng người liên tục hòa vào nhau, lấy bất biến ứng vạn biến. Phải nói rằng thực lực của cô gái này khá mạnh, đặc biệt là thanh trường đao trên tay. Cô lao về phía trước, vô cùng dũng mãnh, cho dù có là đàn ông thì cũng chưa chắc gì theo kịp. Tần Lâm liên tục lùi về sau, trường đao của cô hoàn toàn không thể chạm vào cơ thể anh, người đánh người lùi, lúc này cô gái lại càng thêm tức giận, mỗi lần tấn công cô đều hạ quyết tâm, nhưng cô cũng không thể làm gì khác, căn bản không thể nào làm Tần Lâm bị thương được. Có ngon thì đừng chạy. Cô gái vô cùng tức giận, nhưng Tần Lâm vẫn chưa thực sự giao đấu với cô. Cho dù thực lực của cô rất mạnh cũng không cách nào đánh bại được Tần Lâm, chiêu thức của đối phương khiến cô không thể làm gì được. Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, chỉ muốn trêu chọc cô một chút, khi đối mặt với những đòn tấn công dữ dội của cô thì anh lại rất bình tĩnh, thực lực của cô cũng ngang ngửa với Triệu Vô Cực, vậy nên anh mới hoàn toàn không sợ đòn tấn công của cô. Khóe miệng Tần Lâm chợt nở nụ cười rạng rỡ, cô gái lại càng ngày càng lo lắng, vậy mà anh lại tỏ ra vẻ ung dung. Hệt như người đang ngồi câu cá vậy. Cô đuổi không kịp tôi đâu, ha ha ha, tôi mạnh như vậy đấy. La 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 la. Tần Lâm tỏ ra giễu cợt, cô gái lại càng giận đến phát run, nhưng vẫn không sao bắt được Tần Lâm. Địch tiến ta lùi, Tần Lâm hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Đáng ghét. Cô gái nghiến răng giận dữ, vung tay chém ba nhát trường đao. Tần Lâm tiếp tục chơi trò tiêu hao thể lực với cô. Hai người cứ di chuyển loanh quanh trong rừng, cô gái đã bị Tần Lâm dẫn xoay mòng mòng, nhưng không tài nào đánh trả. Dáng vẻ thở hổn hển của cô khiến Tần Lâm thấy rất thoải mái. Không nổi nữa à, bây giờ đổi sang tôi nhé. Đôi mắt của Tần Lâm sáng lên, sau đó anh bắt đầu phản kích.
Cô gái đã hao tổn rất nhiều thể lực nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp Tần Lâm, vậy mà anh vẫn tỏ ra ung dung như vậy, điều này cho thấy thực lực của Tần Lâm hoàn toàn có thể trấn áp được cô. Cô gái càng lúc càng tức giận, nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi. Tần Lâm xông lên, ánh mắt như thiêu đốt, bước 9 bước liên hoàn để áp sát cô gái, cô lại một lần nữa vung trường đao trong tay, nhưng lần này Tần Lâm lại trực tiếp nắm lấy lưỡi đao. Cô gái hoàn toàn sốc, cô không thể tin được Tần Lâm lại thực sự nắm lấy lưỡi đao của cô chỉ bằng một tay. Ngay lúc cô còn đang do dự, Tần Lâm đã lập tức kéo cô sang một bên, trường đao trong tay cũng rơi ra, cô gái liền kêu lên một tiếng, trực tiếp rơi xuống lớp tuyết dày, giống hệt như một con chó đang ăn phân vậy. Ha ha ha, xem ra cô cũng chỉ có thế, hoàn toàn thua xa so với những gì tôi tưởng tượng, tôi cứ tưởng cô là nữ chính trong phim kiếm hiệp cơ, hóa ra cũng chỉ là tép diêu bên lề mà thôi. Ha ha ha, lời châm chọc của Tần Lâm khiến cô gái như muốn đào một cái hố để chui xuống, nhưng bây giờ cô đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi giết anh, cô gái giống lên, đập lòng bàn tay xuống đất, xoay người giơ nắm đấm lên, hung hăng lao về phía Tần Lâm đang đứng bất động như núi. Anh không những bắt được những cú đấm liền hoàn mà còn bóp chặt lại, khiến cô không sao nhúc nhích được. Hở một tí là đòi giết người, con gái nhà ai mà tại sao lại không biết nhã nhặn như thế? Cô như vậy thì ai dám lấy chứ? Xem tôi dạy dỗ cô thế nào? Tần Lâm duỗi lòng bàn tay ra, hung hăng vỗ mông cô gái. Anh dám đánh tôi? Cô gái bỗng cảm thấy sợ hãi, trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng cùng tức giận không thể che giấu được. Đồ khốn! Tần Lâm hơi nheo mắt lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cô còn dám mắng tôi ư? Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ khiến mông cô nở hoa. Tần Lâm vỗ mạnh vào mông cô gái, khiến cô la hét liên hồi. Đồ khốn kiếp, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, có ngon thì anh thả tôi ra đi. Cô gái vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hôm nay không thể đánh để cô phục thì tôi sẽ không tên Tần Lâm. Tần Lâm nhẫn tâm đánh cô một cái đau điếng. Cô vừa tức vừa xấu hổ, nước mắt đầm đìa. Hu hu, hu hu hu, khóc rồi sao? Tần Lâm giật mình, không chịu nổi rồi ư, mới đánh có mấy cái mà đã khóc rồi à? Vậy cái kiểu hung tợn đòi giết người vừa nãy đâu rồi? Tần Lâm vốn muốn cho cô gái không biết trời cao đất dày này một bài học, nhưng bây giờ lại khóc oang lên thế này. Chị hai yếu đuối như vậy hả? Nhưng điều mà Tần Lâm không thể chịu được chính là tiếng phụ nữ khóc, cô gái này khóc như thể chết đi sống lại vậy. Vốn định đùa với cô một lát, nhưng bây giờ thì hay rồi, khóc như vậy thì Tần Lâm còn tâm trạng gì nữa đây? Đừng khóc, được không? Cô to đầu như vậy rồi, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ. Tần Lâm trầm giọng nói. Hu hu hu, cô gái vẫn còn khóc lóc thảm thiết, điều này khiến cho Tần Lâm có hơi bất lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đầu anh sẽ nổ tung mất. Được rồi, đừng khóc, tôi không đánh cô nữa có được không? Tần Lâm buông cô gái ra, ai mà biết được bây giờ cô lại cắn mạnh vào Tần Lâm một phát. Buông ra, cô cầm tinh con chó hả? Tần Lâm tức giận đẩy cô gái xuống đất, người phụ này thật không biết xấu hổ mà. Có tin là tôi sẽ giết cô không? Hiếp trước rồi giết sau, rồi lại hiếp rồi giết. Tần Lâm tức giận nói với cô gái. Sắc mặt xa sầm. Cô gái tái mặt vì sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau, toàn thân run rẩy. Tần Lâm nhìn thấy cô gái này thực sự đã sợ mình, xem ra anh nên sớm làm vậy mới đúng, phụ nữ thì có ai mà không coi trọng thân thể mình chứ. Hiếp trước rồi giết, rồi lại hiếp rồi giết, thật sự có chút tàn nhẫn, ngay cả bản thân Tần Lâm cũng phải phục những tên sát nhân biến thái này, đương nhiên anh nhất định sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Tất cả chỉ là để hù dọa cô gái này mà thôi. Đừng qua đây. Cô gái lẩm bẩm. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi nhất định sẽ không tàn nhẫn như vậy. Đương nhiên, nếu không nghe lời thì, he he he, vậy tôi cũng không chắc đâu đấy. Tần Lâm nhướng mày nói, vẻ hoảng sợ trong mắt cô gái càng ngày càng đậm. Đừng chạy, chạy sẽ không vui đâu. Tần Lâm mỉm cười, vẻ hoảng sợ trong mắt cô gái càng khiến Tần Lâm cảm thấy hứng thú. Vừa nãy cô còn rút đao định giết người, vậy mà bây giờ đã hoàn toàn biến thành một con gà mái nhỏ, run rẩy sợ hãi. Cẩn thận! Cô gái bỗng kêu lên rồi bỏ chạy, phía sau Tần Lâm đột nhiên xuất hiện 4 con gấu to lớn. Tần Lâm đột nhiên quay lại nhìn cơ thể gấu trắng, lông tơ dựng đứng cả lên, mấy con gấu trắng này xem ra không hề đơn giản, vóc dáng lại gần như một ngọn đồi,
mỗi con gấu trắng đều cao gần 3 mét, hơn nữa còn toát ra khí thế bức ép người khác. Tần Lâm thầm run trong lòng, quan trọng nhất chính là bọn họ không thể phát giác ra được động thái của chúng, những con gấu này hết sức thận trọng, sợ làm kinh động đến bọn họ, hơn nữa chúng còn qua mặt được một cao thủ thất mạch, đúng là khiến cho Tần Lâm sởn cả da đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.